với xã hội, mà nó còn phải nói là vượt xa cả thời đại, đồng thời nó mang đến cái lợi ích cho con người trong hiện tại và vị lai rất là lớn. Chính vì vậy mà cái mơ ước của Đức Thầy là làm sao đem cái nguồn giáo pháp này được ban rải khắp chốn cùng nơi, để cho mọi người nương theo đó mà tu tập, để làm sao đời sống hạnh phúc được an lạc, góp phần xây dựng đất nước quê hương ngày thêm giàu đẹp, và cuối đời thì đưa chúng ta đến chỗ giải thoát viên mãn. Thế nên Đức Thầy ra đời ngày lúc nào cũng kêu gọi biết làm sao gieo đạo khắp đại đồng, đưa nhân loại đi vào dòng hạnh phúc. Mà hôm nay đạo có được gieo rải khắp đại đồng hay không, đó là tất cả phụ thuộc vào tín đồ. Bởi vì Đức Thầy ra đời dạy đạo chỉ có 7 năm, 10 tháng, 7 ngày và Đức Thầy vắng mặt. Mà cái nền đạo hôm nay được phát triển như thế này thì chúng tôi thiết nghĩ rằng thứ nhất là được cái sự quan tâm giúp đỡ của các ngành chức năng. Và bên cạnh đó thì với cái tinh thần đoàn kết, đồng lòng, thương thầy đo đạo của toàn thể quý cô bác đồng đạo, chúng ta trở về để cùng nhau để thực hiện cái lời gọi thiêng liêng của Đức Thầy mà Ngài đã từng cho biết là phận môn đệ phải lo dung quém, tầm sức nhỏ còn làm nên kén người không lo, có thẹn hay chăng, cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng giới tín nữ thiện nam Phật giáo, nên cố gắng trao thân gìn đạo hiệp cùng nhau, truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thanh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Thưa quý đồng đạo, chính vì vậy mà mỗi phiên thuyết giảng thì rất là vui mừng được quý cô bác đồng đạo bỏ hết công ăn việc làm để trở về để cùng nhau làm cái bổn phận của người tín đồ thương thầy lo đạo. Thì với việc làm này chúng con thiết nghĩ rằng Đức Thầy mình thỏ già lắm quý đồng đạo à. Bởi vì sao Ngài từng cho biết là lòng trẻ thảo biết đoàn biết kết, khuyến sát phàm mê mệt đâu nài, băng rừng dẹt phá gốc gai, đưa người lương thiện đến ngay niết bàn. Thưa quý đồng đạo, thôi thì vài lời nói đầu để tán dương tinh thần của quý quan khách và chư quý đồng đạo. Thôi thì trở lại với phận sự hôm nay thì theo sự phân công, thì trong giờ này chúng ta sẽ cùng nhau mình tìm hiểu ý nghĩa qua 8 câu giảng của Đức Thầy như sứ ngôn vừa giới thiệu. Thưa quý đồng đạo, chúng ta biết rằng đó là từ vô lượng kiếp nay chúng ta bị trôi lăn trong cái chốn lục đạo luân hồi, mà lắm khi Đức Thầy chúng ta nhìn thấy chúng sanh luân hồi trong 6 nẻo đó, trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, xuống xuống lên lên mà không có đường lối để bước ra quý đồng đạo. Đức Thầy nhìn thấy cái cảnh luân hồi đó mà Đức Thầy khóc đó, nhìn xa nước mắt rưng rưng thương đời, mê muội trầm luân hoài hoài. Nhưng mà con người chúng ta luân hồi thì cái nguồn gốc xuất phát từ đâu quý đồng đạo? Quý đồng đạo mình đặt cái câu hỏi coi. Xin thưa quý đồng đạo, con người chúng ta sở dĩ bị luân hồi trong 6 nẻo đó không phải một đấng thần linh hay thượng đế nào mà ban cho chúng ta, mà sở dĩ chúng ta bị luân hồi, chúng ta chịu khổ đau là do chúng ta không hiểu, vì chúng ta bị vô minh, chúng ta gây tạo ác nghiệp mà cuối cùng chúng ta phải chuyển luân trong 6 nẻo luân hồi. Chính vì vậy mà Đức Thầy chúng ta nhìn thấy cái hoàn cảnh đó mà chúng ta không hề hay biết. Thầy chúng ta lúc nào cũng cho biết là trong khi các trò còn ở trong biển mê sông khổ, thường bị những chướng nghiệp nhiều đời mà làm cho linh hồn chìm đắm trong ba cõi sáu đường, xuống xuống lên lên, luân hồi chuyển kiếp. Thế mà chúng sanh không hay, cứ nghĩ rằng mình sống đây chết là hết. Vì vậy mà cứ việc làm ác thẳng tay để rồi cuối cùng phải chịu cái cảnh luân hồi thống khổ. Thế nên hôm nay Đức Thầy vì thương chúng sanh chìm đắm trong dòng khổ mà Đức Thầy chúng ta phải dội giả lâm phàm để ban truyền chánh pháp, hầu đánh lên một cái hồi chuông cảnh tỉnh cho chúng ta biết rằng sanh ra trên đời này có nhân quả nghiệp báo rất là nghiêm minh. Đồng thời ngày ấy thức cái cuộc đời này là vô thường, là tạm giả, không chi bền chắc. Mỗi con người may mắn lắm chúng ta mới sống được sanh ra cái kiếp làm người, thì chúng ta phải sống như thế nào cho nó tròn cái nhân đạo, sống như thế nào cho ra cái nhân cách của một con người, sống cái bổn phận làm trai làm gái chúng ta phải làm sao cho nó đẹp. Đối với cái ơn nhà, cái nợ nước thì chúng ta phải xử như thế nào cho nó được trọn vẹn, để cuối cùng chúng ta lấy đó làm cái nền tảng vững chắc để chúng ta thăng qua cuộc đời mình, tiến lên con đường giải thoát. Chính vì tầm quan trọng đó mà khi Đức Thầy chúng ta bị lưu cư về nhà thương chợ quán Sài Gòn, thì ở đây Đức Thầy chúng ta đặc biệt là Đức Thầy có sáng tác cái bài đó là Tỉnh Bạn Trần Gian, là một cái bài thi phải nói là mình đọc qua đây là một cái bài văn phải nói là nó rất là siêu tuyệt quý đồng đạo à. Chẳng những nó có giá trị về cái mặt nội dung ý nghĩa siêu màu, mà về cái mặt văn chương, về cái mặt bút pháp, phải nói là Đức Thầy chúng ta dùng những cái từ ngữ, những cái câu cú vô cùng quyển chuyển linh động, về cái pháp đối ngẫu, đối cú hết sức là hay quý đồng đạo. Thì cái bài này Đức Thầy chúng ta viết vào cái lối tháng chạp năm Canh Thìn tại nhà thương chợ quán, thì cái bài này dài 80 câu, viết theo cái thể thơ đó là Thất Ngôn Bát Cú Thập Thủ Liên Hoàng Thi, rất là hay. Thì mở đầu là được viết bằng cái câu là nghiệp chướng lăn lộn hại sát thân, và kết thúc thì cái bài này bằng cái câu đó là phàm trần vạn kiếp kiến bồng lai.
Thì hôm nay chúng ta sẽ rút ra 8 câu đầu tiên để mình cùng nhau mình bàn, để mình thấy coi cái giá trị lời dạy của Đức Thầy nó xuyên suốt như thế nào, về cái mặt nội dung cũng như là về cái mặt văn chương, về cái mặt bút pháp mà Đức Thầy chúng ta đã viết ra. Thưa quý đồng đạo, thì 8 cái câu đó là: nghiệp chướng lăn lòn hại sát thân, chuông lành buông tiếng giọng bon ngân, cưng thường gánh nặng trai dình trọn, tơ tóc dai quằn gái dạng phân, rồi nợ nước văn chương toan báo đáp, ơn nhà đạo đức quyết định ân, khuyên người chí sĩ mau mau tỉnh giấc mộng nam kha. Họ chốn thấy chầm. Thì mặc dầu đây là 8 câu nhưng mà theo cái thể thơ đường lực thì nó có 4 phần với đồng đạo. Phần đầu tức là cái phần khai đó, phần đề thì nó gồm có 2 câu, và tiếp đến thì cặp trạng, cặp luận, và cái phần cuối thì nó có 2 câu, tức là cái phần kết. Thì 8 câu này chúng ta sẽ đi theo cái tuần tự của một cái bài thơ đường lực, chúng ta phân ra nó làm 4 phần để rồi quý đồng đạo chúng ta dễ bề mình theo dõi lời dạy của Đức Thầy. Thưa quý đồng đạo, với cái câu đầu vô đó thì Đức Thầy nói là nghiệp chướng lăn lòn hại sát thân. Thưa quý đồng đạo, vậy thì nghiệp chướng là gì mà Đức Thầy bảo là nghiệp chướng lăn lòn hại sát thân? Xin thưa quý đồng đạo, nói về cái chữ nghiệp á thì chắc có lẽ là quý đồng đạo chúng ta ai cũng biết, nghiệp tức là cái hành vi tạo tác từ thân khẩu ý của chúng ta, và cái hành vi tạo tác đó nó không mắc, nó dẫn đến cái quả báo thì gọi nó là nghiệp. Nếu mà cái hành vi tạo tác từ thân khẩu ý đó chúng ta tạo tác cái điều lành thì gọi là thiện nghiệp. Mà Đức Thầy chúng ta nhắc là ác trừ xong hiện ra thiện nghiệp lóng nguồn chân, Phật tiếp dẫn cho. Còn nếu nói nghĩ mà ác thì sao? Nói nghĩ làm mà cái ác thì người ta gọi là ác nghiệp, hay còn gọi là lạc nghiệp chướng đó quý đồng đạo. Bởi vì cái chữ chướng là gì? Chữ chướng có nghĩa là ngăn che, là trở ngại. Vậy thì nghiệp chướng ở đây chúng ta phải nói cho mau, đó là cái ác nghiệp chứ không phải là thiện nghiệp. Cái nghiệp chướng này là cái ác nghiệp, nó làm trở ngại cái con đường tu tập của mình, nó làm cho chúng ta đó là hiện tại rất là đau khổ, thì gọi đó là nghiệp chướng quý đồng đạo. Thì nói về cái nghiệp chướng này thì quý đồng đạo thấy trong sấm dạng giáo lý đó, thì Đức Thầy chúng ta nhắc mỗi người có mấy cái nghiệp chướng quý đồng đạo. Thầy nói là mỗi người đều có 3 nghiệp chướng kể ra sau đây. 3 nghiệp chướng này thì nó gồm có cái gì? Thân nghiệp tức là tội lỗi do sát thân gây nên, khẩu nghiệp tội lỗi do miệng lưỡi gây nên, ý nghiệp tội lỗi do ý tưởng gây nên. Xin nói quý đồng đạo mình chú ý nha, bữa nay thì chúng con cũng có dành cái thời gian, mình nói gọn thôi, để dành cái thời gian để gợi ý câu hỏi. Quý đồng đạo mình chú ý mà nghe, mà giáo lý viên trình bày mà nhớ được một cái vài điều nào đó mà trả lời cái câu hỏi cho nó đúng được một phần nào đó thôi, thì cũng xin tặng cho quý đồng đạo một chiếc máy để làm kỷ niệm. Hôm nay 2 giáo lý viên thì chúng con đem theo 10 cái máy, vì vậy mỗi giáo lý viên sẽ hỏi quý đồng đạo khoảng 3-4 câu để mà chúng ta lưu lại một cái kỷ niệm trong cái buổi thuyết giảng hôm nay. Thế nên quý đồng đạo mình chú ý. Thì xin nói lại, đó là nghiệp chướng. Mỗi con người chúng ta đều có 3 cái nghiệp chướng quý đồng đạo. 3 cái nghiệp chướng đó là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thì 3 cái nghiệp chướng này nó sẽ sinh ra 10 cái điều ác. Đối với cái thân nghiệp chúng ta thì nó sẽ sinh ra 3 cái điều ác, đó là sát sanh, đạo tặc, tà dâm. Rồi khẩu nghiệp nó sẽ sanh ra 4 cái điều ác là lưỡng nghiệp, ỷ ngôn, ác khẩu, vọng ngữ. Đồng thời ý nghiệp sẽ sanh ra 3 điều ác, đó là tham lam, sân nộ, mê si. Thì chính tam nghiệp, 3 cái nghiệp chướng này nó sẽ sinh ra 10 cái điều ác. Và chính 10 cái điều ác này thì sao? Nó làm cho chúng ta hết sức là đau khổ từ trong hiện tại cho đến vị lai. Chính vì vậy mà Đức Thầy nói là nghiệp chướng. Tại sao? Lăn lòn hại sát thân. Thưa quý đồng đạo, bây giờ cái từ lăn lòn là gì mà Đức Thầy chúng ta từng cho biết như thế này nè quý đồng đạo. Đời văn minh vật chất bỏ gương xưa, nghiệp tổ chức tiên con cháu dài bừa, học thói mới lăn lòn theo sở dục. Hay là Việt Nam là giống hồng bàn, không còn hung bạo lăn lòn như nay. Hay là cái chỗ khác thì Thầy nói là hiếu trung con giữ dạng toàn, từ rà chẳng dám lăn lòn như xưa, sau hưởng đặng phước thừa của Phật hồn nhẹ nhàng vượt khỏi tử sanh. Vậy thì lăn lòn chúng ta phải hiểu cái từ ngữ này như thế nào đây quý đồng đạo? Theo từ điển cho biết đó, lăn lòn có nghĩa là hỗn xược quý đồng đạo à. Lăn lòn có nghĩa là hỗn xược, là chúng ta đó làm những cái điều lấn lướt kẻ trên trước, rồi làm những điều không có tôn ti trật tự, đảo lộn cả luân thường đạo lý, thì gọi đó là lăn lòn. Và lăn lòn ở đây cũng còn chỉ cho, nếu mà chúng ta nói theo cái nghĩa hẹp á, lăn lòn là chỉ cho một cái người đàn bà hay là một cái người nam nào đó mà chúng ta sống lan trạ, không có đúng cái bổn phận của mình. Thí dụ như người đàn bà mà đã có chồng rồi nhưng mà còn lăn lòn chắc nết, thì người ta nói đó là đàn bà lăn lòn chắc nết, phải chưa? Vì vậy mà ở đây thì cái chữ lăn lòn này, nếu chúng ta nói hẹp á thì như vậy nó không đủ, mà cái chữ lăn lòn ở đây có nghĩa là chúng ta đó, mình làm những cái điều hung hăng độc ác, chúng ta lấn lướt kẻ bề trên, rồi chúng ta làm những cái điều mà chúng ta không kể luân thường đạo lý, chúng ta đánh mất cái nhân phẩm của một con người chúng ta, thì gọi đó là lăn lòn.
Vì vậy mà Đức Thầy nói là nghiệp chướng lăn lòn, có nghĩa là cái nghiệp chướng độc ác á, cái nghiệp chướng mà chúng ta không kể gì luân thường đạo lý. Mà cái nghiệp chướng này thì sao? Đức Thầy nói là nó sẽ hại sát thân. Hại sát thân có nghĩa là hại cái sát thân của mình nè, nó hại cả danh thể và cái sát thể của chúng ta. Nó hại từ đời này sang đời khác với đồng đạo. Bởi vì ý cái Đức Thầy chúng ta nói cái câu là nghiệp chướng lăn lòn hại sát thân, có nghĩa là Đức Thầy nói là con người chúng ta đó, khi chúng ta gây cái nghiệp ác thì nó sẽ trở lại, nó sẽ hại mình chứ không có hại ai đâu quý đồng đạo à. Bởi vì quý đồng đạo chúng ta thấy cái người làm ác thì sao? Đức Phật nói cái người làm ác nó giống như cái người mà cầm đuốc mà đi ngược gió vậy đó. Thì cái người cầm đuốc đi ngược gió với cô bác mình nghĩ coi, nó sẽ cháy ai quý đồng đạo? Trước nhất là nó sẽ cháy mình, phải chưa? Cái người làm ác giống như cái người cầm đuốc đi ngược gió, chúng ta quơ chừng nào thì nó sẽ cháy, cái tàn thuốc, cái tàn lửa đó nó sẽ quay trở lại nó cháy mình. Và cái người làm ác đó, cái người nói ác nó giống như là cái người mà ngước mặt lên trời mà phun nước bọt vậy đó. Phun nước bọt thì sao? Nước bọt nó rơi xuống nó trúng ai quý đồng đạo? Nó cũng trúng ngay mình mà thôi. Chính vì vậy mà chúng ta nên nhớ rằng đó, tất cả những cái hành động, cái lời nói của chúng ta thì nó sẽ, đó là cái nghiệp mà tự chúng ta phải gánh lấy. Không ai có thể vào thay thế cho mình được quý đồng đạo à. Mỗi một cái việc ác của chúng ta là một cái tờ giấy nợ. Nếu ngày nay chúng ta không trả thì ngày mai nhất định chúng ta cũng phải trả. Chính vì vậy mà mỗi con người chúng ta đó, khi chúng ta sanh ra trong cái cõi đời này, thường thường đó thì chúng ta thấy trong kinh Phật nói là Bồ Tát thì sợ nhân, còn chúng sanh thì sợ quả. À, khi mà cái quả nó đến rồi thì sao? Nhân gieo thì gieo đại gieo càng, không có biết là cái nhân này nó xấu hay nó tốt, nó có hại hay là nó có lợi. Cứ việc nói cho đã miệng, cứ việc làm những cái việc độc ác cho thẳng tay, không có kể gì hết. Mà khi cái quả báo nó đến rồi thì sao? Than trời trách đất. Còn cái ông Phật á, vị Bồ Tát á, thì người ta sợ cái nhân thôi. Người ta sợ cái nhân, cái gieo cái nhân này, người ta biết cái quả như thế nào là người ta ngăn chặn từ cái nhân rồi. Chính vì vậy mà hôm nay quý đồng đạo chúng ta nên nhớ mỗi cái... Quý đồng đạo chúng ta ơi, mình mỗi khi chúng ta hôm nay, chúng ta khi chúng ta làm hay nói bất cứ cái điều gì thì chúng ta phải nghĩ đến cái hậu quả của nó. Quý đồng đạo thấy không, hiện tại đây thôi mà nếu chúng ta mà làm ác một cái thôi, chúng ta mà đi ra đến chợ hay là chúng ta đi đâu đó mà chúng ta chỉ nói một cái lời nói ác thôi thì sao, cái quả nó đến với mình liền quý đồng đạo à. Bởi vì nói về cái thân thì sát sanh, đạo tặc, tà dâm. Quý đồng đạo thấy không, có những người thì sao, sát sanh, lắm khi giết người thì sao, cái quả nó đến với chúng ta đó là lắm khi chúng ta phải ngồi tù, lắm khi tù chung thân, có lắm khi chúng ta phải mang cái án tử hình đó, nó hại sát thân mình không biết bao nhiêu. Rồi nếu mà chúng ta đó là trộm cắp thì sao, trộm cắp thì hiện tại lắm khi người ta bắt được, người ta đánh đập, người ta hành hạ cũng hại sát thân của mình. Rồi chúng ta gian dâm thì sao, quý đồng đạo thấy không, qua có chủ mà đèo vòng tình mới, sống mà không có chung thủy một vợ một chồng rồi đó, thì lắm khi chúng ta, cái người mà có gia đình rồi mà chúng ta không có giữ mà cái bổn phận thủy chung rồi đó, đi ra ngoài thì sao, đèn xanh đèn đỏ dừng, đèn xanh thì chạy mà gấp, đèn mờ mà chạy lũi vô nữa thì sao quý đồng đạo? Tiêu đời phải chưa? Vì vậy nó hại sát thân chúng ta dữ lắm quý đồng đạo à. Thì mình nói sơ thôi, không có thời gian. Nhất là cái khẩu của chúng ta nè, bệnh tùng khẩu nhập, quả tùng khẩu xuất. Cái bệnh cũng từ cái miệng nó ăn vào, mà cái quả cũng từ cái lời nói chúng ta nói ra. Cái lời nói mà bắt quà rồi đó, nó sẽ mang đến cái quả cho sát thân của chúng ta rất lớn. Quý đồng đạo thấy không? Lắm khi mình đi ra đường mình nói thêm người ta thôi, nói một cái điều mà nói nặng người ta thôi, lắm khi là về nhà đó, đi ra thì cái mặt mày sáng chân đẹp lắm, ra đường mà nói những cái lời nói rối nặng chửi mắng người ta thì sao, về nhà coi chừng cái mặt nó bầm xanh, thấy không, đó là hại sát thân của mình rồi đâu quý đồng đạo à. Rồi quý đồng đạo thấy không, cái tư tưởng chúng ta cũng vậy, còn tham lam sân nộ mê si thì cũng rất là độc hại. Nhưng mà chúng ta chẳng những mà nó, nếu ở trong hiện tại đây chúng ta trốn được cái con người, nhưng mà trốn không được, trốn được pháp luật, trốn được con người, nhưng mà cái nghiệp ác đó chúng ta không trốn được luật nhân quả quý đồng đạo à, không bao giờ trốn được luật nhân quả. À, chúng ta trốn người khỏi chứ trốn trời không khỏi. Chính vì vậy mà quý đồng đạo thấy không, hôm nay mỗi đồng đạo chúng ta sanh ra đây thì chính là cái sản phẩm của cái nghiệp chúng ta đã tạo ra từ kiếp trước, và hôm nay chúng ta làm cái gì nó sẽ là cái sản phẩm của ngày sau của chúng ta. Thế nên trong kinh từng cho biết là dục tri tiền thế nhân, kim sanh họ giả thị, yếu tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Bằng ai muốn biết nhân xưa phải xem hoàn cảnh bây giờ chịu đây, muốn biết đời sau thế nào hãy xem hành động hiện nay ta đang làm. Đó quý đồng đạo nào ngày nay đó nha, mà ăn vui hạnh phúc nha, gia đình mà làm ăn phát đạt nè, con cái hiếu thảo nè, được nhiều người yêu mến, là quý đồng đạo biết rằng cái nghiệp của chúng ta trong đời trước đó có tu có làm lành, vì vậy mà hôm nay chúng ta mới hưởng được cái hạnh phúc ăn vui.
Còn ngày hôm nay quý đồng đạo nào nghèo khổ, bệnh đau, tật nguyền đó, gặp toàn những cái chuyện mà bắt như ý nó xảy đến, thì quý đồng đạo cũng đừng có nói với ông trời ơi sao ông ác với tôi, ông không thương tôi. Mà cũng do cái nghiệp của chúng ta quý đồng đạo à. Cái nghiệp của chúng ta trong nhiều đời nhiều kiếp chúng ta gây cái nghiệp bất lành. Chính vì vậy mà ngày hôm nay chúng ta mới gặt lấy cái hậu quả khổ đau đó. Mình cũng phải bằng lòng, mình cam tâm, mình chấp nhận. Chứ đừng bao giờ quán trời trách đất quý đồng đạo à. Đã mang lấy nghiệp vào thân, ông Nguyễn Du nói đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa, có trời mà cũng có ta, thấy chưa? Thế nên hôm nay tất cả quý đồng đạo chúng ta, và hôm nay thì quý cấp chính quyền đến tham dự với chúng ta một chút, rồi quý vị cũng bận rất nhiều công việc, thì giờ đây quý vị rời khỏi diễn đàn chúng ta để ra về, mời quý đồng đạo chúng ta quan linh một tràng pháo tay để tiễn đưa quý vị. Thì thưa quý đồng đạo, hôm nay chúng ta sẽ thấy rằng con người chúng ta sanh ra đây, tức là chúng ta mang cái nghiệp rất là lớn. Chính vì vậy mà quý đồng đạo phải biết rằng đó là khi chúng ta vướng vào cái hoàn cảnh này kia, quý đồng đạo đừng có than. Tại sao gia đình người ta đó, người ta sanh ra thì có chồng thì gặp một cái ông chồng hết sức là thương yêu, lo lắng. Rồi tại sao mình sanh ra thì ông chồng tối ngày sáng sai chiều rảnh, hành hạ đánh đập. Thì quý đồng đạo cũng phải quán lại đó là do mình thôi, chứ không phải ông trời bắt công mà ông ban cho mình đâu. Thế nên ngày hôm nay ai có gặp những cái hoàn cảnh mà nó khổ khó nó đưa đến đó, thì quý đồng đạo chúng ta phải tự xét lại mình. Đừng bao giờ quán trời, đừng bao giờ trách đất, mà phải cố gắng làm sao chúng ta từ đây về sau đừng bao giờ chúng ta làm những cái điều xấu ác đó nữa. Thì để rồi chúng ta mới hạnh phúc, chúng ta mới ăn vui được quý đồng đạo. Và đặc biệt nói với quý đồng đạo như thế này, cái phước á, khi chúng ta gây cái nghiệp thiện á, thì cái phước thì chúng ta khi nó đến với mình, quý đồng đạo được tự do chúng ta hưởng. Còn khi mà cái nghiệp mà nó đến với mình, cái nghiệp bất thiện rồi đó, quý đồng đạo không được tự do thay đổi. Khi nó đến thì chúng ta phải bằng lòng chấp nhận. Và đặc biệt khi cái nghiệp nó đến thì sao? Nó không có báo trước nha quý đồng đạo. Đặc biệt một điều đó, cái nghiệp nó đến nó không có báo trước. Lắm khi mà nó có báo trước á, thì quý đồng đạo chúng ta còn chuẩn bị kịp. Khi quý đồng đạo thấy không, có những người đang vui vẻ như vậy nè, nhưng mà khi đi ra đường gọi cái xe nó tông cái rồi lắm khi chết tại chỗ. Có lắm khi thì sao, nằm một chỗ như vậy đó, chấn thương sọ não 5-10 năm mà không chết được. Có đồng đạo mình nói sao mà tôi tu rồi đó, mà sao tối ngày đó là tôi làm từ thiện không à, tôi ăn chay, tôi niệm Phật, tôi làm lành không à, mà tại sao tôi gặp toàn những chuyện không may không à. Xin thưa quý đồng đạo, mình ăn chay niệm Phật làm lành lắm khi mới có kiếp này thôi, mà cái hôm nay chúng ta gặp toàn những cái sự khổ đau đó là do cái nghiệp trong tiền kiếp của chúng ta đã gây tạo những cái điều bất lành. Hôm nay cái quả dữ nó đến rồi, tức là chúng ta đã trả cái nghiệp trong tiền kiếp. Vì vậy hôm nay tất cả chúng ta hôm nay mình phải bằng lòng chấp nhận. Vì vậy mà những khi nó đến với mình thì quý đồng đạo phải quán như thế nào? Phải quán cái lời mà Đức Thầy dạy cho cô Hai Gương đó quý đồng đạo à. Thầy thương đệ tử ngẩn ngơ sầu, vẫn biết công phu con giải giàu, nhưng nổi tiền khiên gây lắm nợ, đời này trả dứt mới mong cầu. Chúng ta phải quán như vậy thì chúng ta mới yên tâm. Quý đồng đạo thấy không, có ai mà tu hành mà chúng ta thấy như cái câu chuyện mà của Chí Quyền Ngộ Đạt không? Ông là một vị quốc sư phải nói là rất là thông tuệ, hằng ngày là không có làm những cái gì ác hết trong cái kiếp hiện tại đây. Ông tối ngày là trao dồi kinh sử để mà đi thuyết pháp, để nói cho tất cả mọi người nghe, để hiểu đạo tu hành thôi. Và ông đặc biệt là ông có cái tâm từ của ông rất là lớn. Ngày ngày như vậy đó, ông nuôi một cái vị sư cùi quý đồng đạo. Một cái vị sư cùi ai cũng chê đó là ghẻ lở hôi tanh, không có ai mà quan tâm. Nhưng mà Chí Quyền Ngộ Đạt hết sức là cung kính ông, đem về nuôi xem như một vị thầy. Xin thưa quý đồng đạo, cái người tu đức hạnh như vậy. Nhưng mà đó, sau một thời gian thì ông tu, ông đi thuyết pháp. Vì vậy mà vua Đường Ý Tôn đó rất là yêu mến ông, mới mời ông về chiều đó, phong cho ông đó làm chức quốc sư và ngồi trên chiếc ghế trầm hương để thuyết pháp. Xin thưa quý đồng đạo, quốc sư ngồi trên chiếc ghế trầm hương thuyết pháp, chỉ một cái khúc mà khởi tâm thôi, chỉ một khúc khởi tâm nói rằng đó là bây giờ này trên đời này đó chắc có lẽ là không có ai bằng mình hết trơn á. Ông vua là một cái người mà quyền quy tột bực, mà vua còn phải tôn mình ngày ngày như vậy đó, là vua còn phải là kính trọng mình. Trên đó này vua yêu mến cung kính, dưới này tất cả bá quan chăm họ nể gì. Từ đó mà cái lòng của vị quốc sư này đã chỉ khởi tâm một chút xíu thôi là hôm nay mình quá là hãnh diện rồi, quá sung sướng rồi. Thì sao quý đồng đạo, tự nhiên đang ngồi trên chiếc ghế chậm hơn, khởi cái tâm một chút xíu đó thôi, thì bắt đầu ông sẽ ngã ra, ông ngất xỉu đau đớn quá sức tột cùng. Nhìn lại ngay cái chân của mình, ngay cái đầu gối á, nó mọc lên một cái mục ghẻ, mà cái mục ghẻ này nó nói chuyện quý đồng đạo à, nó nói chuyện, nó nhai đó nghe, nó nhai, nó nghiến răng ra. Trong sách kể đó là người ta gọi đó là cái mục ghẻ là nhân diện sang đó, tức là cái mục ghẻ mặt người, nó có mắt, nó có mũi, nó có răng nữa. Mà đặc biệt đó nghe, mà mỗi khi đưa thịt đưa rượu vô á thì nó nhai, nó không có nhứt.
mà không có đưa thịt đưa rượu vô rồi thì nó nhai, cái nó nhai nó nghiến nó đau nhức chịu không có nổi. Với đồng đạo thì lúc bây giờ nằm lăn lóc trong cái quãng đời như vậy đó, thì lúc bây giờ là Chí Quyền Ngộ Đạt mới suy nghĩ lại, mình nhớ lại lúc ngày xưa đó, thì lúc mà mình nuôi một cái vị sư cùi đó, thì ông sư cùi ông nói sau này con sẽ rất là nổi tiếng, nhưng mà sau này con nổi tiếng rồi con sẽ gặp một cái đại nạn rất lớn, nhưng mà khi con gặp cái đại nạn đó con hãy lên núi Cửu Lũng đó, đến hai cây tùng đó, thì nơi đó có ta ở đó, ta sẽ giúp cho. Thì cái Chí Quyền Ngộ Đạt khi mà lâm bệnh rồi đó thì buồn bã lắm, vì vậy mà mới nằm mới nhớ lại lời của ông sư cùi ngày xưa, cho đó mới khăn gói lên đường đi tìm ông thầy. Thưa quý đồng đạo, khi đến nơi rồi thì sao? Đến nơi rồi thì không gặp ông thầy quý đồng đạo à, mà vào đi đến một cái chỗ đó đúng như hẹn rồi thì gặp một cái vị đó là Ca Nạc Ca Tôn Giả. Thì trời đã tối rồi, vì vậy mà Ca Nạc Ca Tôn Giả nói con đó, hãy vào trong cái âm cấp của ta đi, rồi trò chuyện xong rồi ngày mai ta sẽ giúp cho con để trải nghiệm. Quý đồng đạo à, vào trong đó rồi Ca Nạc Ca Tôn Giả đó mới nói hết về nhân quả nghiệp báo. Mặc dầu đó là Chí Quyền Ngộ Đạt là cái nhà sư đã thuyết pháp, quốc sư thuyết pháp rất hay, nhưng mà nấu cái nhân quả thôi chứ chưa có thấm tận trong lòng của đồng đạo à, chưa có thấm tận trong lòng. Chính vì vậy mà bây giờ Ca Nạc Ca Tôn Giả mới mời trở lại về âm cấp, mới nói sâu về nhân quả nghiệp báo. Lúc bây giờ ông đã thấm nhuần về cái nhân quả nghiệp báo trong tâm của ông rồi, ông không còn oán hận, không còn trách móc gì nữa. Thì sáng ngày hôm sau bắt đầu Ca Nạc Ca Tôn Giả mới sai vị Tiểu Đồng mới dắt đó là Chí Quyền Ngộ Đạt ra một cái hồ nước để mà rửa cái một ghẻ đó. Thì quý đồng đạo biết mới vừa phát nước để rửa cái một ghẻ thôi, thì lúc bây giờ cái một ghẻ nó lên tiếng quý đồng đạo, nó nói này đó là Chí Quyền Ngộ Đạt, ông là cái người học cao hiểu rộng, ông có nhớ đến cái câu chuyện mà ông có đọc sách Tháng Thư không? Thì lúc bây giờ đó là Chí Quyền Ngộ Đạt gật đầu nói ta có đọc. Ông có nhớ đến cái câu chuyện mà của Viên Án giết Quan Triệu Thố tại chợ Trường An không? Thì lúc bây giờ ông cũng gật đầu. Lúc bây giờ đó là cái mộc ghẻ đó nó nấu như thế này nè, tôi nói cho ông biết nha, Viên Án đó chính là ông, còn Triệu Thố chính là tôi nè. Ông đã giết quan tôi đó là không biết chừng nào, vì vậy mà mười kiếp nay đó, kiếp nào tôi cũng theo ông, tôi quá quán hết trơn á, nhưng mà mai kiếp nào ông cũng tu hành tinh tấn, vì vậy mà tôi không có cơ hội vào để chúng tôi đòi nghiệp của ông được, không báo quán cho ông được. Nên hôm nay đó, vì một khúc mà ông khởi cái tâm đó là vọng tưởng, tự cao tự trọng, từ cái chỗ đó mà đức hạnh của ông kém phiết, tôi mới có cơ hội vào độn nhập để mà đòi nợ của ông. Nhưng rất may ông nhờ có Ca Nạc Ca Tôn Giả dùng nước tam muội để rửa sạch cái quán hờn, do đó thôi tôi và ông đó từ đây về sau coi như cái ông nợ cái quán cù đã hết. Vì vậy mà xin vĩnh biệt ông, chúc ông tu hành tinh tấn. Thưa quý đồng đạo, thì cái câu chuyện này nó nhiều lắm, nhưng mà cũng con xin cô động gọn để cho quý đồng đạo chúng ta thấy rằng đó, thì sau khi mà cái một cái mục ghẻ nó lên tiếng như vậy rồi, thì sau đó mới phát nước rửa xong thì cái mục ghẻ nó lành lặn và nó không còn đau nhức nữa. Thì qua cái câu chuyện này quý cô bác đồng đạo chúng ta thấy rằng lắm khi cái nghiệp nó theo chúng ta tới 10 kiếp chứ không phải giỡn đâu quý đồng đạo. Vì vậy mà trong kinh từng cho biết là giả sử bách thiên kiếp sở tác nghiệp bắt vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo quần tự thọ, dầu trải trăm ngàn kiếp nghiệp đã tạo không mất. Khi cái nhân duyên nó đến rồi thì cái nhân nào nó sẽ sanh ra cái quả nấy. Chính vì vậy mà Đức Thầy chúng ta nhắc nghiệp chướng lăn lộn hại sát thân, là Đức Thầy chúng ta báo cho chúng ta biết rằng đó, hôm nay mỗi con người chúng ta gieo cái nhân gì chúng ta sẽ hưởng cái quả đó. Nếu chúng ta gieo cái nhân xấu ác thì nó sẽ trở lại, nó hại đời mạng của chúng ta, hại từ đời này sang đời khác, không bao giờ dứt được quý đồng đạo. Chính vì vậy mà Đức Thầy chúng ta ra đời, Đức Thầy chúng ta cho biết cái luật nhân quả rất là nghiêm minh, mà Ngài từng bảo là trồng bông kiểm giống chi hưởng nấy. Luật nhân quả thật là cao diễn suốt cổ kim, chẳng lọt một ai. Vậy ta nên làm việc thẳng ngay, cứ bền chí, có Ngài thông thả. Thưa quý đồng đạo, thế nên nghiệp chướng lăn lòn hại sát thân, thì muốn giải cái nghiệp chướng này, Đức Thầy chúng ta mới giải tiếp là chuông lành buông tiếng giọng bon ngăn. Bây giờ mình coi chuông lành buông tiếng giọng bon ngăn là gì quý đồng đạo. Chuông thì quý đồng đạo thấy chuông thường thường là cái dụng cụ dùng trong nhà chùa, để lắm khi người ta đánh lên để người ta cảnh tỉnh những cái người mà đang say ngủ đó, người ta thức dậy để công phu. Vì vậy chuông hồi đó đến tiếng chuông là người ta liên tưởng đến tướng đạo quý đồng đạo à. Mà quý đồng đạo thấy ông chuông đó thì nó là cái vật vô chi, nó đâu có lành, nó đâu có dữ. Mà đặc biệt ở đây Đức Thầy chúng ta nấu chuông lành. Chuông lành là gì quý đồng đạo? Thường thường á, chúng ta thấy trong giám giảng giáo lý của Đức Thầy á, thì lắm khi Đức Thầy chúng ta dùng trống nè, rồi dùng kèn nè, dùng đờn nè, dùng tiếng chuông, phải không? Giáo pháp Đức Thầy lắm khi Đức Thầy dụ cho tiếng đờn những câu tỉ mỉ rung hồn cho người làm giải bắt nôn cúi đầu trước.
quy y Phật pháp và giáo pháp của Đức Thầy. Đức Thầy chúng ta còn ví như cái tiếng gì? Phần sĩ tăng tay trống miệng càng, giác thiện tính chấn hưng nền Phật giáo. Nhưng mà đặc biệt ở đây Đức Thầy còn muốn nói lên cái giáo pháp của Ngài giống như một cái tiếng chuông lành vậy đó quý đồng đạo à. Mà Ngài từng cho biết là rung chuông lành bằng môn tiếng kệ, gọi hồn người hành thiện tri kinh. Do đó mà Thầy nói chuông lành. Chuông lành đó là một cái giáo pháp của Đức Thầy đã truyền ban, đã ra đời. Mà Ngài nói là chuông lành buông tiếng giọng con ngăn. Có nghĩa là cái tiếng chuông này nè, hôm nay nó được chống lên rồi, nó được buông ra cái tiếng rồi. Nó ngăn dài khắp chốn cùng nơi, nó ngăn chẳng những trong đất nước Việt Nam của chúng ta mà ngăn khắp hoàn cầu, nhân loại chúng sanh với đồng đạo à. Bởi vì sao? Đức Thầy chúng ta cho biết là đâu đâu bá tánh cũng con lành, Thầy dạy cho điều khắp chúng sanh. Thế nên hôm nay Thầy nói là chuông lành buông tiếng giọng con ngăn, là cái giáo pháp của Đức Thầy ngày hôm nay đã được ra đời, đã được đánh lên để nhằm ý thức tất cả chúng sanh. Xin thưa quý đồng đạo, rồi có người đặt cái dấu hỏi cho cái tiếng chuông này nó vắng hồi nào, nó bạc âm hồi nào mà hôm nay Đức Thầy chúng ta ra đời phải là giọng lên, phải đánh lên quý đồng đạo. Xin thưa quý cô bác đồng đạo, chúng ta nhớ rằng đó giáo pháp của Đức Thầy chúng ta bắt nguồn từ Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, mà Ngài từng cho biết là ta thừa dân xác lệnh Thế Tôn khắp hạ giới truyền khai đạo pháp, hay là đạo vô vi của Phật Ân Cần nói theo chí Thích Ca ngày trước. Nhưng mà cái nền chánh đạo vô vi của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni được trải dài qua 33 vị tổ, kể từ Đức Ma Ha Ca Diếp đến Lục Tổ Huệ Năng. Thì đến Lục Tổ Huệ Năng là vào năm 713, thì lúc bấy giờ sau thằng Tú đó lồng vào những cái âm thanh sắc tướng, từ đó mà cái chánh pháp vô vi của Đức Lục Tổ của Phật coi như là nó bị mất chân truyền. Chính vì vậy mà cả ngàn năm như vậy cái người tu theo đạo nó không có được đắc đạo, giống như cái pháp ăn mà của Phật nó đã bị tắt rồi quý đồng đạo à. Chính vì vậy mà Đức Thầy chúng ta nhắc là ngàn năm đạo lý vắng que đó, bị ngươi thần tú bài chè cùng soi, kinh giới sống ngoài môi nó tụng đạo suy đòi bại lụng gì ai, đem nguồn chân lý bằng nay ta thương dân chúng lạc lời giống xưa. Thế nên Đức Thầy chúng ta mới ra đời, chính vì cái hoàn cảnh đó mà Đức Thầy chúng ta mới ra đời, mới chống lên cái hồi chuông đạo pháp. Ngài nói là đạo màu diệt khổ có từ lâu, thần tú ra đời lại gấp thâu, chuông mỏ sáng kinh bèn cải sửa xá phướng truyền lưu, lắp đạo màu. Hay là ngàn năm thích đạo đành chôn lấp, thương nội bá gia thương tưởng bá gia nổi lạc lầm. Chính vì vậy mà cái Thầy mới ra đời mới đánh lên cái tiếng chuông. Thế nên Thầy nói là chuông lành buông tiếng giọng con ngăn. Thưa quý đồng đạo, vậy thì cái tiếng chuông Phật pháp này Thầy chúng ta ngăn lên để làm gì? Để nhằm ý thức đánh thức tất cả chúng ta quý đồng đạo à. Quý đồng đạo thấy không, cái tiếng chuông này Đức Thầy chúng ta ngăn lên để đánh thức, thứ nhất là cuộc đời là bể khổ, cuộc đời là vô thường tạm giả không chi bền chắc. Mà Ngài từng cho biết là nện vang một tiếng chuông linh cho người trong mộng biện minh lẽ nào, cấm cuộc thế chẳng qua tồn mộng ảo, cuộc tri quan thường giết khách tài qua. Còn tiếng chuông này Đức Thầy chúng ta ngăn lên còn đánh thức chúng ta cái gì nữa quý đồng đạo? Đức Thầy chúng ta còn đánh thức cái tiếng chuông này đánh lên để biết cho chúng ta biết rằng nhân quả nghiệp báo theo ta như bóng với hình, lưỡng thần ghi chép liên miên, nào tội nào phước với miền trần gian. Còn tiếng chuông này nó còn ngăn lên đánh thức chúng ta cái gì nữa quý đồng đạo? Đánh thức thiên đàng địa ngục, đánh thức những cái tâm của chúng ta đó càng còn mê tâm tối quý đồng đạo à. Vì vậy mà nói chung lại cái tiếng chuông này Đức Thầy chúng ta đánh thức rất là nhiều, không sao chúng ta kể hết quý đồng đạo à. Mà hôm nay quý đồng đạo thấy biết chúng ta không nhờ cái tiếng chuông của Đức Thầy ngăn lên để cảnh tỉnh chúng ta, chắc có lẽ là giờ này chúng ta còn mê lắm phải không quý đồng đạo? Vì vậy hôm nay ai mà có nghe được cái tiếng chuông Phật pháp của Đức Thầy thì chúng ta thứ nhất là chúng ta được tỉnh ngộ, chúng ta biết được nhân quả nghiệp báo, chúng ta biết được thiên đàng địa ngục. Và đặc biệt khi chúng ta nghe được cái tiếng chuông của Đức Thầy thì sao? Tiếng giáo pháp rồi đó quý dữ lắm quý đồng đạo à. Tâm hồn chúng ta sẽ thanh tịnh, trí huệ chúng ta càng ngày càng phát sáng. Vì vậy mà Đức Thầy nói sao? Nghe chuông quyền não tiêu tan, bồ đề tâm khoát trí con huệ màu, lìa xa địa ngục thảm sầu, khỏi nơi hầm lửa đặng cầu chân tâm, nguyện tu thành Phật chẳng lầm, độ trong sanh chúng khỏi lâm tai nạn. Thưa quý đồng đạo, hay Thầy nói là nguyện tiếng chuông lành thông các cõi đó, thiết di địa ngục cũng nghe rành, nghe rồi thanh tịnh tâm tròn sáng, cả chúng sanh Phật đạo thành. Thưa quý đồng đạo, vì vậy mà cái tiếng chuông của Đức Thầy hết sức là quý báu. Do đó mà mình nói sơ về cái may mắn mà chúng ta hôm nay ra đời gặp được cái pháp âm của một vị Phật đã truyền ban cho tất cả chúng ta, thì làm sao mỗi con người chúng ta phải ý thức giác ngộ, phải hằng ngày chúng ta phải học giáo lý thì chúng ta mới nghe rõ cái tiếng chuông Phật pháp của Đức Thầy. Mà Đức Thầy dạy chúng ta làm sao quý đồng đạo? Giảng kinh đọc tụng chiều mai, làm theo lời chỉ ngày rài gặp ta. Hay là trong ba tánh muốn nơi cao quý, phải truy tầm quyền bí nơi cơ,
từ sấm kinh cho đến thi thơ trong chỗ ấy nhiều nơi trọng yếu. Và đặc biệt ở đây thì chúng ta muốn nhấn mạnh lại là chuông lành, cung tiếng, trọng bông ngăn để đánh thức chúng ta. Cái vấn đề rất là quan trọng là làm sao chúng ta phải thực thi cho nó tròn cái bổn phận, cái đạo lý làm người. Vì vậy mà ở cặp trạng, cặp luận nước này chúng ta mới giải thích tiếp nè. Chuông lành, cung tiếng, trọng bông ngăn, cương thường gánh nặng trai dình trọn, tơ tóc dai hoàng gái dạng thoăn, rồi nợ nước văn chương con báo đáp, ơn nhà đạo đức quyết định ăn. Thì hôm nay chúng ta mình coi coi cái cặp trạng này, cái thầy cặp trạng và cặp luận, tức là chúng ta dạy sao đây. Bây giờ thứ nhất là thầy nói là cương thường gánh nặng trai dình trọn. Cương thường là gì quý đồng đạo? Chứ cương thường ở đây, cương thường hay còn gọi là can thường đó quý đồng đạo. Nếu chúng ta nói về cái chữ mà can thường á thì, hay là cương thường, thì ở đây nói cho đủ là tam can và ngũ thường đó quý đồng đạo. Tam can thì gồm có quân thần can, phụ tử can và phu thê can, có nghĩa là đạo chua tôi, đạo cha con và đạo chồng vợ. Còn ngũ thường thì nó gồm có nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Vì vậy mà cái người nào đó là một con người mà Đức Thầy nói là cương thường này gánh nặng trai dình trọn, có nghĩa là cái bổn phận làm trai chúng ta phải làm sao gánh nặng có đối với cái đạo lý luân thường với đồng đạo. Thì đó là chúng ta hiểu một cách tổng quát. Nhưng mà thường thường thì chúng ta thấy rằng ở đây Đức Thầy chúng ta, đây là cái cặp đấu với đồng đạo. Vì vậy mà ở trên này Đức Thầy nói là cương thường gánh nặng trai dình trọn, ý muốn nói lên cái bổn phận làm chồng, cái bổn phận làm trai, cái bổn phận làm chồng chúng ta phải xử như thế nào cho nó trọn vẹn. Vì vậy mà cái chữ cương thường ở đây theo mà ca dao á thì có những cái câu mà người ta phải ta nói lên thì mình sẽ thấy rằng cái cương thường này tức là cái đạo làm trai, cái đạo làm chồng. Mà chúng ta nghe cái câu nói sao quý đồng đạo, ca dao người ta nói là chừng nào mà ớt ngọt như đường á, ớt ngọt như đường chừng nào có đây quý đồng đạo. Ca dao người ta nói là chừng nào mà ớt ngọt như đường, khổ qua mà hết đắng á, dạ can thường mà hết thương. Quý đồng đạo coi coi, vì vậy mà chừng nào ớt ngọt như đường, khổ qua hết đắng, dạ can thường mà hết thương. Có nghĩa là chừng nào người ta nói rằng chừng nào mà cái ớt này đó nó ngọt á như đường mà khổ qua hết đắng á thì cái tình chồng mới hết thương cái người vợ. Vì vậy mà quý đồng đạo thấy không, cái tình thương yêu chồng vợ rất là mặn nồng. Và đặc biệt cũng có cái câu sao, đi ngang lò mía thơm đường, muốn qua gái nghĩa can thường với em. Tức là một cái câu gian người ta cũng nói lên cái đạo can thường này, tức là cái đạo của người làm chồng. Vì vậy mà hôm nay Đức Thầy nói là cương thường gánh nặng trai dình trọn, là Đức Thầy chúng ta muốn nhắc rằng trong cái, bởi vì tất cả chúng ta là cái người tại gia cư sĩ, đa phần là chúng ta có gia đình. Khi chúng ta có gia đình rồi thì cái duyên mối chồng vợ, đây là cái nền tảng cơ bản của cái đạo làm người chúng ta. Làm sao chúng ta phải xử cho nó đẹp trước. Mà nhất là cái câu này Đức Thầy chúng ta nhắc về cái bổn phận làm chồng, bổn phận làm trai. Quý đồng đạo à, thầy chúng ta than lắm, giàu đổi bạn khinh khi kẻ gách, là những câu trong sách Minh Tâm. Tánh kẻ sang đổi vợ nào lầm, thánh nhân để nhiều câu hữu lý. Quý đồng đạo thấy ngày xưa với chế độ phong kiến đó, thì cái người chồng á thì sao quý đồng đạo, phu sướng phụ tỳ, chồng chúa vợ tôi. Ngày hôm nay Đức Thầy chúng ta ra đời, thầy cũng nhắc làm sao chúng ta sanh ra trong cái thời kỳ này là một người tín đồ Phật giáo của hảo thì không bao giờ có cái hoàn cảnh mà chồng chúa vợ tôi, chồng nói vợ nghe thì không phải. Mà làm sao cái bổn phận người chồng phải có bổn phận với người vợ, phải biết thương yêu, phải biết thể chung, phải biết chia sẻ, phải biết gánh vác công việc gia đình. Vì vậy Đức Thầy nói là cương thường gánh nặng trai dình trọn đó, phải làm sao phải có trách nhiệm, phải gánh vác với đồng đạo à. Thầy chúng ta nói là quyền cha quản xuất gia đình, dạy con phải phép dẹn dình hiếu trung. Mà ngày hôm nay quý đồng đạo thấy ông cũng có người chấm cái người chồng á, không có trách nhiệm vậy chứ, không có biết dạy dỗ con cái vậy chứ, mà để cho con cái nó hư cái đổ thừa qua vợ. Con hư thì tại mẹ, mà cháu hư thì tại bà. Quý đồng đạo thấy tội nghiệp cho mấy cô mình biết bao nhiêu không. Mà hôm nay quý đồng đạo thấy rằng làm sao chúng ta phải sống cho chọn cái bổn phận của chúng ta. Mà quý đồng đạo thấy ngày xưa đó, cái đạo mà nói về cái đạo chồng vợ, mà cái đạo làm chồng mà tốt nhất, quý đồng đạo mình nhớ coi cái người nào mà nổi tiếng nhất mà chúng ta hằng nhớ đó quý đồng đạo. Quý đồng đạo thấy rằng ngày xưa Tống Quần đó, cái câu chuyện của Tống Quần là một cái tấm gương mà đáng để cho bên Nam chúng ta phải học hỏi. Tống Quần là một cái người quan, làm quan thượng thư, nhưng mà đặc biệt là ông có một cái người vợ, nhưng mà cái người vợ của ông bị mù mắt quý đồng đạo, bị mù mắt. Nhưng mà Tống Quần rất là thương vợ, ngày ngày sau khi đi làm quan về thì săn sóc vợ hết sức là chu đáo, cơm nước tắm gội giặt giũ rất hết sức là thương vợ. Thì từ cái chỗ đó rồi thì vua Tống Quần vợ đó quý đồng đạo thấy rằng đó là cái tên mà thượng thư Tống Quần này tốt quá, muốn gả cái người chị của mình tức là Hồ Dương công chúa cho Tống Quần. Vì vậy mới mời Tống Quần đến, mới nói này Tống Quần, ta nghe đó người xưa từng bảo là phú dịch giao quế dịch thê hữu chăn, có nghĩa là ta nghe đó là giàu đổi bạn sang đổi vợ, chuyện ấy có hay không? Thì sao Tống Quần không có trả lời có hay không, mà Tống Quần nói như thế này nè quý đồng đạo à,
Tần Tiện Chi Châu, Mạc Khả Dông, Tào Khang Chi Thê, Bắc Khả Hạ Đường. Có nghĩa là cái người bạn á thì sao, lúc nghèo thì không nên phụ bạc, và cái người giàu của mình á thì sao, lúc mà còn hàng di á thì không nên để ở nhà dưới, lúc nào cũng phải tôn kính. Thì chỉ nghe một cái câu trả lời của Tống Quần như thế rồi thì sao, lúc bấy giờ đó là vua Quan Võ biết rằng Tống Quần không thể nào thay đổi được cái ý định của mình, lúc nào cũng chung thị với vợ. Từ đó mà ông sẽ bỏ cái ý định mà để mà ép là Tống Quần phải cưới là Hồ Dương công chúa Quý Đồng Đạo. Thì qua cái câu chuyện này, Quý Đồng Đạo thấy một cái người, ngày hôm nay Quý Đồng Đạo thấy không, lắm khi mà cái người chồng thôi mà cái người vợ còn lành lặn đầy đủ tay chân, mà lắm khi người ta còn phụ bạc, huống gì mà đến nỗi mà mù cả đôi mắt, mà bây giờ được vua gả công chúa mà lại không chấp nhận. Cái chuyện này khó à, phải không? Mà hôm nay thầy chúng ta nhắc mình làm sao phải nhớ như vậy Quý Đồng Đạo à. Thầy chúng ta nói như thế nào Quý Đồng Đạo? Thầy chúng ta kêu đó là tu là sửa chọn ân tình, Tào Khang chồng vợ, bố kình đừng phai. Thì đó là chúng con muốn nói sơ về cái bổn phận của người chồng. Rồi tiếp đến cái bổn phận của người vợ thì Đức Thầy nhắc là tơ tóc, giai hoàng, gái dạng phân. Thưa quý cô bác anh chị em, tơ tóc là gì? Tơ tóc ở đây nói cho đủ là xe tơ hoặc kết tóc của đồng đạo. Tức là cái xe tơ kết tóc ở đây là có cái câu chuyện nói về cái nhân duyên chồng vợ. Nhưng mà ở đây thì quý đồng đạo mình hiểu hết rồi, mình không có kể câu chuyện đó cho nó mất thời gian. Thế nên nói về tơ tóc tức là chỉ cho cái nhân duyên chồng vợ với nhau. Ngày xưa đó khi mà vợ chồng mà cưới với nhau rồi đó, người nam ngày xưa người ta cũng để tóc dài. Vậy vậy mà sao mà khi mà cái đêm tân hôn đó, thì cái đêm mà hợp cẩm da môi đó, thì người ta mới lấy tóc của hai người nam nữ đó, người ta mới cột lại để thề nguyền với nhau rằng vợ chồng phải sống như thế nào cho đến răng long đầu bạc. Thưa quý đồng đạo, chính vì vậy mà ở đây thì cái chữ tơ tóc này theo văn chương đó, quý đồng đạo nào có thường đọc văn chương hay văn thơ đó, thì quý đồng đạo biết khi người ta dùng mà muốn nói đến cái bổn phận của người con gái có chồng đó, thì người ta mới đề cái chữ tơ tóc. Chứ người nam người ta không có đưa cái chữ tơ tóc trong đó. Mặc dầu tơ tóc là cái nhân duyên chồng vợ, nhưng mà đặc biệt ở đây là người ta gắn cho cái người nữ. Khi người ta làm văn làm thơ là hãy tơ tóc là chỉ cho cái người nữ của đồng đạo à. Mà đại nói là tơ tóc giai hoàng gái dạng phân, có nghĩa là cái người con gái khi có chồng rồi thì làm sao cũng phải nặng gánh cái bổn phận của mình. Trai thì phải có tam can ngũ thường, gái thì phải có tam tùng tứ đức. Thưa quý đồng đạo, cái người nữ rồi thì có chồng thì sao? Ngày xưa thì thánh nhân từng dạy chúng ta cái người nữ thì tại gia tùng phụ, xuất giá tùng phu, phu tử tùng tử. Khi còn có chồng thì sao? Tại gia thì nghe lời cha mẹ, khi xuất giá thì phải nghe lời chồng, mà khi chồng chết rồi thì phải nghe lời con. Ngày hôm nay chắc cái chuyện này hơi khó à, phải không quý đồng đạo? Tại gia thì nghe lời cha mẹ thì cũng có đi, nhưng mà có lắm khi chúng ta có chồng mà không nghe lời chồng. Ngày hôm nay có rất nhiều phụ nữ khi có chồng không nghe lời chồng, mà lắm khi có chồng rồi có về nhà cái nghe cha mẹ mình hàng xóm nói chuyện này chuyện kia, cái về bên nhà của mình nói toàn chuyện xấu bên chồng không à. Cái người đó không có khôn quý đồng đạo à. Cái người nào mà có chồng rồi đó mà chúng ta cứ nói toàn những cái chuyện xấu bên chồng không đó, thì nhất định cái gia đình này sẽ đổ vỡ, không bao giờ hạnh phúc. Mà cái người con gái khôn về nhà chồng rồi thì sao? Phận gái 12 bến nước, trông nhờ đục chịu. Lỡ chúng ta rơi vào cái hoàn cảnh nước đục rồi, phải cam lòng, phải chấp nhận chịu đi. Đừng bao giờ về nhà mà than vãn với cha mẹ của mình chuyện này chuyện kia. Thứ nhất là làm cho cha mẹ mình đau lòng, thứ hai là chúng ta cứ nói chuyện xấu bên chồng của mình hoài, thì nhất định một ngày không xa gia đình chúng ta sẽ không có hạnh phúc, sẽ đổ vỡ của đồng đạo. Chính vì vậy mà bổn phận của người vợ thì sao? Công dung ngôn hạnh. Mà thầy nói là công là phải sửa làm sao, làm ăn các việc tầm phào chẳng nên, mình là gái mới lớn lên, đừng cho công việc hớ hên mới màu. Mới là chữ dung là phận đàn bà, dốc hình tươi tắn, đứng đi dịu dàng, dầu cho mắt chữ nghèo nàn cũng là phải sửa phải sang mới màu. Ngôn là lời nói mặc dầu cũng cho nghiêm chỉnh, mới hầu khôn ngoan, đừng dùng lời tiếng phan ngang thì cha với mẹ mới an tấm lòng. Hạnh là đức tính phải không, ở cùng chồng sớm đừng cho mít lòng, bốn điều nếu đã làm xong cũng gìn chữ hiếu, phục tòng song thân. Thưa quý đồng đạo, thì ở đó là chúng ta muốn nhắc sơ về cái bổn phận của người nữ khi mà chúng ta có chồng, thì phải làm sao chúng ta làm tròn cái bổn phận của công dung ngôn hạnh, chúng ta phải làm tròn cái đức hạnh của mình. Nếu mà chúng ta là cái người nữ mà chúng ta có chồng mà chúng ta không chung thị với chồng, chúng ta sang ngang, chúng ta phụ khó thì sao quý đồng đạo? Không bao giờ đạt đến hạnh phúc được. Chúng còn nhớ lại một cái câu chuyện mà phải nói là ấn tượng, mà khi mình đọc rồi mình thấy rằng đó nghe, cái câu chuyện mà sách sử ghi cái câu chuyện này cũng rất là hay, để làm cái ý thức để răn cho cái người nữ của chúng ta đó, có chồng mà không có chung thủy với chồng, tiếng xấu muôn đời quý đồng đạo à. Quý đồng đạo nhớ lại trong sách đó có kể cái câu chuyện là lúc bấy giờ quý đồng đạo ở bên đất Cối Kê, nhà đời của nhà Hán á,
Thì lúc bấy giờ có một cái anh chàng này, anh có vợ, anh tên là Châu Mãi Thần. Thì Châu Mãi Thần là cái người rất là ham mê đọc sách. Vì vậy mà ngày ngày anh cứ là nung nấu cái bầu nhiệt huyết học sách, soi kinh nấu sử để chuẩn bị đi thi thôi. Anh không có lo làm ăn công việc gì hết bởi vì đam mê học sách. Thì cái ngày nọ đó, cái người vợ đó, cái người vợ thì sống trong cái gia đình ông chồng của mình, giàu cho ông có học giỏi cỡ nào, thông minh cỡ nào, nhưng mà nghèo thì sao, cái người nữ chị không có nổi. Vì vậy mới nói với người chồng, anh phải đi làm ăn cái gì cho có tiền của giàu sang em mới chịu nổi, chứ sống cái cảnh nghèo khổ như vậy đó em không có chịu nổi đâu. Thì cái người chồng năn nỉ vợ lắm, em ơi em ráng đi, ráng một thời gian đi, thì anh học xong đó anh sẽ thi đỗ, mà đỗ đạt cao rồi đó thì gia đình mình sẽ hưởng một cái cảnh phú quý giàu sang, ráng đi em. Nhưng mà cái người chồng năn nỉ cỡ nào thì sao quý đồng đào, cái người vợ không chịu. Vì vậy mà cái một cái ngày nào cái người vợ cắt bước sang ngang đi tìm, đó là làm một cái người vợ kế của một cái người phú hộ làng trên. Thì lúc bây giờ thì sao quý đồng đào, gặp một cái người nam nhi mà có vợ, mà vợ bỏ mình đi theo trai rồi đó, theo người đàn ông khác, chắc người ta buồn lắm, người ta nhũng chí, người ta buồn bã, giết người ta, tự dằn người ta chết. Nhưng mà lúc bấy giờ thì không, Châu Mãi Thần đó, từ khi mà vợ bỏ rồi đó, ông ta quyết lòng nung nấu cái bầu nhiệt huyết, càng học nhiều hơn nữa với đồng đạo, càng học nhiều hơn nữa, học một ngày càng hay càng giỏi. Thì cuối cùng đó là triều đình mở cái hội thi, thì sau đó thì Châu Mãi Thần bước vào cuộc thi, ông sẽ đậu đến Trạng Nguyên với đồng đạo. Thì sau khi đậu Trạng Nguyên rồi thì đến một cái ngày đó là Chinh Quy Bái Tổ. Vì vậy mà Trạng Nguyên trở về làng với đồng đạo à. Bắt đầu người ta có cái thông cáo đó là trước, là hôm nay Trạng Nguyên đó là Châu Mãi Thần sẽ về đến quê hương. Và con dòng họ xóm nghiền người ta ra, người ta chuẩn bị chào đón hết sức là long trọng. Lúc bây giờ thì vợ Châu Mãi Thần cũng đi ra với đồng đạo à, cũng đi đến để đón chồng của mình. Thấy chồng của mình hết sức là cao sang sung sướng, được ngồi trên kiệu, được mọi người đó là quý trọng không biết là bao nhiêu. Thì nàng ta cũng bước đến năn nỉ chồng: chàng ơi, chàng hãy tha thứ cho thiếp đi, bởi vì thiếp đây đó là thiếp quá là lỡ dại, thiếp mới làm cái chuyện này, mong chàng hãy tha thứ cho thiếp. Xin thưa, xin hỏi quý cô bác đồng đạo mình, nhất là quý chú của mình nè, bây giờ đó mình có vợ, hai vợ chồng, mà bây giờ mình nghèo quá, vợ mình nó bỏ mình, nó đi có chồng khác, rồi bây giờ mình được làm quan, được đậu Trạng Nguyên mình về, mà vợ mình nó đó nó năn nỉ mình đó là hãy tha thứ cho nó, mấy chú mình có tha thứ được không mấy chú? Gặp con là con nói thôi, không có tha thứ được đâu, phải không? Không có tha thứ được. Thì sao quý đồng đạo? Lúc bây giờ Châu Mãi Thần á, Châu Mãi Thần cũng không nói là tha thứ hay không. Châu Mãi Thần mới nói kêu quân sĩ á, quân sĩ đâu, hãy lấy cho ta một bát nước. Bắt đầu Châu Mãi Thần mới đổ cái bát nước đó lên trước cái đầu ngựa, gọi là mã tiền bắt thỉ đó quý đồng đạo. Có nghĩa là đổ cái bát nước xuống trước cái đầu ngựa. Thì sao Mã Thần mới nói với vợ đó: chừng nào mà thiếp đó hốt lại cái bát nước này nè, hốt lại đây, ta đổ xuống rồi hốt làm sao cho nó đầy lại đó, thì duyên ta sẽ kết lại tình xưa. Quý đồng đạo ơi, nước đổ hốt sau đầy, thấy không? Chính vì vậy mà nàng biết là chồng của bà không có chấp nhận rồi. Bà về nhà thì sao, Châu Mãi Thần cũng quý trọng vợ của mình, đem tiền bạc cắt nhà cắt cửa giúp cho vợ. Nhưng bà vợ này bà thấy xấu hổ quá, từ đó rồi bà mới tự dặn bà chết quý đồng đạo. Sau khi bà tự dặn bà chết rồi thì sao, người ta mới đem cái xác của bà, người ta chỉ chôn bên cạnh một cái hồ nước, trước một cái, gần một cái bờ lộ với đồng đạo. Vì vậy mà sau khi chết rồi người ta mới làm một cái bài thơ, cái bài thơ viết bằng cái chữ Hán, làm cái tấm bia ghi lên cái bài thơ trước cái mộ bia của bà, ghi như vậy nè quý đồng đạo, cái chữ Hán. Nhưng mà hôm nay cái chữ Hán đó được tạm dịch như thế này: một nắm mộ bia trước dũng bờ, ngàn năm chôn xác chẳng chôn nhơ, đinh ninh nhắn gửi đòn nhi nữ, tự cổ vợ chồng dạng tóc tơ. Đó, quý đồng đạo mình thấy không? Thế nên hôm nay thì cái chữ tóc tơ đó muốn nói lên cái bổn phận người nữ. Mà cái bổn phận người nữ khi có chồng rồi thì phải làm sao sống chung thủy với chồng hết sức là thương yêu, như vậy mới xứng đáng với đồng đạo. Thì nói về cái bổn phận chồng vợ này, quý đồng đạo biết không, ngày xưa đó Đức Phật dạy, sau khi mà Đức Phật mà đi đến nhà của ông Cấp Cô Độc á, thì lúc bây giờ đó là nghe có một cái tiếng, cái một cái người nói chuyện rất là lớn, rất là sổ sàng. Đức Phật mới hỏi ông Cấp Cô Độc cái chứ cái người nào mà nói chuyện lớn như vậy. Thì Cấp Cô Độc mới nói là đó là một cái nàng dâu, mà cái nàng dâu ở nhà kế một bên đó. Cái nàng dâu này đó là coi thường cái nhà chồng. Nhà chồng thì nghèo khó, vì vậy mà coi thường cái nhà chồng. Vì vậy mà mỗi khi nói lời ra rất là nặng lề với chồng, với tất cả mọi người xung quanh. Thì lúc bấy giờ đó là Đức Phật mới kêu lại, kêu hãy mời cái người đó qua đây cho Đức Phật gặp. Đức Phật qua rồi, Đức Phật mới nói: này cha ca, có nghĩa là
có nghĩa là nổi lên nó là kêu ra là nè, nói tên của cái nhân vật đó, tên của Ấn Độ, thành ra nói nó cũng hơi khó. Vì vậy mà kêu cái nàng đó qua rồi thì bắt đầu Đức Phật mới nói: ta sẽ nói cho con nghe, có 7 kiểu vợ, có 7 kiểu người vợ. Quý đồng đạo mình coi coi mình, quý cô mình coi mình thuộc về cái vợ nào, kiểu nào nha. 7 kiểu người vợ. Thì cái kiểu người vợ thứ nhất là vợ như cái kẻ sát nhân. Có nghĩa là cái người vợ này rất là hung hăng, độc ác, chửi mắng, đánh đập chồng. Và lắm khi là ngoại tình, làm cho chồng rất hết sức là đau khổ, lắm khi muốn tự vẫn mà chết. Thì đó là thứ nhất là vợ như sát nhân. Đức Phật nói cái người vợ thứ hai, vợ như kẻ trộm. Là sao? Tối ngày đó là cứ ăn cắp lấy tiền của chồng, không lo làm ăn gì hết. Mà chồng ra làm tiền của vất vả thì tối ngày son phấn, nữ trang, làm tiêu tan tài sản của chồng rất là... Thì cái người vợ này Đức Phật nói đó là vợ như kẻ ăn trộm. Thưa quý đồng đạo, và cái thứ ba là vợ như gì nữa? Vợ như kẻ ăn trộm, và vợ thứ ba là vợ như cái người chủ nhân. Chủ nhân là quý đồng đạo biết rồi là sao? Cái người vợ này tối ngày là làm biếng, không có lo làm ăn gì hết, tối ngày sai xử chồng đó, là làm cái gì cũng không có giúp chồng hết trơn, mà kêu chồng toàn là phục vụ cho mình không. Vì vậy mà Đức Phật nói cái người vợ này là không tốt, vợ như chủ nhân vậy. Rồi tiếp đến thứ tư là Đức Phật nói vợ như người mẹ. Vợ như người mẹ là sao? Có nghĩa là cái người vợ hết lòng là thương yêu chồng, đó là tha thứ cho hết khi mà chồng lầm lỗi. Rồi cái người vợ này sẵn sàng đó là săn sóc, ban cái tình thương cho chồng, giống như cái người mẹ mà lo cho con vậy đó, đầy lòng đó là quan hỷ, hỷ xả đối với chồng khi mà làm những cái điều không tốt. Rồi quý đồng đạo thấy tiếp đến là thứ tư, thứ năm là Đức Phật nói là vợ như cái người, như cái người em gái, người em gái út. Có nghĩa là cái người em gái út lúc nào cũng cung kính cái người anh cả của mình, và lúc nào cũng nương chiều, là cung kính, rồi săn sóc, phục vụ. Và cái người em thì sao? Lúc nào cũng đó là chúng ta sẽ thông cảm, sẽ chia sẻ để vượt qua những cái sự dư luận của đời. Thì vậy mà Đức Phật nói là vợ như một cái người em út. Rồi tiếp đến thì Đức Phật còn nói tiếp đó là vợ như cái gì nữa? Vợ như đó là người em út rồi, Đức Phật mới nói vợ như cái người bạn. Cái người bạn là sao? Cái người bạn quý đồng đạo mình coi cái người bạn mà lâu lâu gặp lại mừng hay là không mừng. Bạn có nghĩa là cái người bạn như cái người bạn đi xa vậy đó, khi mà lâu lâu gặp lại là hết sức là vui mừng, hết sức là tôn kính. Và nói chung là cái người bạn đó là cái người vợ nào mà khi gặp chồng mình đi đâu về đó thì chúng ta hết sức là niềm nở, hết sức là ân cần, hết sức là lo lắng. Thì Đức Phật nói cái người vợ đó là vợ như cái người bạn. Còn tiếp đến thì Đức Phật nói vợ thứ bảy đó là vợ như cái người phục vụ. Là sao? Có nghĩa là chúng ta đó là một cái người vợ, thì dầu chúng ta sống trong cái hoàn cảnh nào, dầu cho ông chồng có bạc đãi mình cỡ nào đi chăng nữa, thì cái người vợ lúc nào cũng nghĩ mình như là cái người phục vụ, phải làm hết tất cả mọi công việc để mà gánh vác cái việc gia đình, để làm sao sắp xếp cho gia đình mình được tốt đẹp. Thì đó là Phật như là cái người, Đức Phật nói vợ như là cái người phục vụ. Thì bảy cái người vợ trên này sau khi mà Đức Phật nói xong rồi thì sao? Cái người phụ nữ đó đó quý đồng đạo, nghe Đức Phật kể ra bảy cái người vợ này thì Đức Phật không nói cái bà nào tốt, cái vợ nào tốt, vợ nào xấu hết trơn á. Nhưng mà sau khi cái nàng phụ nữ này nghe rồi, từ đó về sau sẽ thay đổi cuộc đời, sống một cách hết sức là tốt đẹp quý đồng đạo à. Săn sóc chồng, thương yêu chồng, nói năng tử tế nhỏ nhẹ, xứng đáng là một cái người phụ nữ hiền thục. Vì vậy mà qua đây thì quý đồng đạo thấy rằng đó, tất cả chúng ta hôm nay là cái người tu thì làm sao quý đồng đạo phải đóng cái vai trò quý cô mình nha, đóng vai trò đối với mấy chú của mình đó. Đóng cái vai trò vợ thì phải sao? Phải như mẹ, vợ phải là như em cái út, vợ phải như là người bạn, vợ phải như là cái người phục vụ. Đừng bao giờ vợ như chủ nhân, đừng bao giờ vợ như kẻ trộm, đừng bao giờ kẻ vợ như là cái người sát nhân, thì cái điều đó nó không tốt, phải chưa quý đồng đạo? Nói chung lại thì Đức Thầy nói hai cái câu này tức là muốn nói lên cái nhân duyên, cái đạo chồng vợ của nhau. Có nhân duyên chúng ta mới gá cái nghĩa vợ chồng. Mà hôm nay gá nghĩa vợ chồng rồi thì sao? Thầy nhắc chúng ta là yêu thương nhau, đến phút cuối cùng vợ chồng ấy mới chân hạnh phúc. Theo quý đồng đạo. Rồi tiếp đến thầy nói là sao quý đồng đạo? Tiếp đó là nợ nước văn chương toan báo đáp, ơn nhà đạo đức quyết định ăn. Cái thời gian nó cũng muốn hết rồi, mình chạy cho nhanh chút ha quý đồng đạo. Bây giờ nợ nước văn chương toan báo đáp, hai cái câu này Đức Thầy chúng ta muốn nói lên cái bổn phận đối với cái ơn nước nợ nhà quý đồng đạo à. Mà Đức Sư giải dạy chúng ta đó là sao quý đồng đạo? Niệm Phật phải giữ tứ âm, ơn nhà nợ nước sự phân trọng nghì. Đức Thầy chúng ta cũng dạy chúng ta đó, đạo đức gắn công nên cách mặt, văn chương rèn chế chẳng phai lòng, ơn nhà tạm gác sau này trả, xin bớt đau lòng bớt nóng trong. Vì vậy ở đây Đức Thầy nói là đạo đức văn chương tông báo đáp, cái nợ nước văn chương tông báo đáp. Nợ nước tức là cái ơn đất nước quý đồng đạo à. Mà Đức Thầy nói là sao quý đồng đạo? Kiếp khách trần gian dai lắm nợ đó, phải đền trọn nghĩa của non sông.
Vì vậy mà tại sao nợ nước mà phải báo đáp bằng văn chương với đồng đạo? Có đồng đạo mình thắc mắc, tôi bây giờ tôi muốn báo đáp mà tôi không có học thức, tôi không có văn chương gì hết trơn á, sao báo đáp đây? Xin thưa quý đồng đạo tử, văn chương là gì? Văn chương có nghĩa là cái bộ môn nghệ thuật nói về cái ngôn ngữ chữ viết với đồng đạo à, được viết ra thành một cái bài thi, một cái bài phú, một cái bài tiểu thuyết với cái một cái có một cái hệ thống quy củ đâu đó nó rõ ràng thì gọi đó là văn chương. Thưa quý cô bác anh chị em, thì ở đây quý đồng đạo cũng nhớ rằng tại sao Đức Thầy nhắc là nợ nước văn chương tôi báo đáp, bởi vì đây là cái câu đối ở dưới là ơn nhà đạo đức quyết đền ăn, văn chương nó đối với đạo đức. Nhưng mà ở đây nó cũng có cái ngầm ý nghe quý đồng đạo, tại sao Đức Thầy chúng ta ra đời mà Thầy nhắc ở này phải dùng văn chương để báo đáp? Văn chương có nghĩa là chúng ta phải có học thức. Bởi vì sao khi mà Đức Thầy chúng ta ra đời đó, lúc bấy giờ cái người Pháp cai trị trên đất nước Việt Nam chúng ta, họ dùng cái chính sách ngu dân để đầu độc, họ không cho dân chúng ta học hành gì hết trơn á, để dân chúng ta dốt nát đó, từ đó họ dễ bề thống trị. Chính vì vậy mà khi Đức Thầy chúng ta ra đời, Đức Thầy biết rằng cái vấn đề văn chương học thức là một cái vấn đề để góp phần để mà đền ơn đất nước rất lớn. Vì vậy mà Đức Thầy chúng ta nhắc là sự học hành không làm trở ngại cho đạo đức. Vậy hãy tự mình học hỏi học chữ quốc ngữ và đưa con cháu mình vào trường học tập. Giả lại hôm nay thì nói đến cái văn chương á, thì chúng con cũng xin nói tại sao mà đất nước Việt Nam của chúng ta theo cái quy tắc á, thường á thì sao? Cái người Nam á thì lót cái chữ gì của đồng đạo? Cái chữ cái họ cái người Nam xong rồi cái lót cái chữ văn ở trong đó. Còn cái người nữ thì sao? Cái họ xong rồi thì lót cái chữ thị. Người ta đặt cái dấu hỏi tại sao mà cái người Nam mà không có dùng cái chữ gì lớp ở trong đó mà đa phần là phải chữ văn không à? Là sao quý đồng đạo? Ở đây thì chúng con xin hiểu cái chỗ này cũng liên quan đến lời dạy của Đức Thầy đó quý đồng đạo. Quý đồng đạo biết rằng ngày xưa mà với cái chế độ phong kiến đó, thì dân tình của chúng ta đó là nhất là cái có cái câu là nhất nam mà giết hữu còn thập nữ giết vô đó. Một cái người nam thì sao cũng quý hơn là một chục cái người nữ. Vì vậy mà cái người nam thì mới được đến trường, mới học hành, đâu đó nó rõ ràng. Còn cái người nữ thì không có được học với đồng đạo à. Vì vậy mà ông cha ta, tổ tiên ta ra đời, con trai của mình sanh ra là phải lớp cái chữ văn để chi? Cái mong muốn của ông cha, của người cha, người mẹ đó, muốn con mình sau này cái người nam sinh ra rồi phải được học hành đến nơi đến chốn để là một nhân tài phục vụ cho đất nước. Cái người nam có học thì sau này mới góp phần phát triển đất nước quê hương. Vì vậy mà muốn nói đến cái cội nguồn của dân tộc ta, ông cha ta thì làm sao có cái tâm nguyện là phải học hành, thi đỗ, có văn chương, có kiến thức để mà góp phần để mà phát triển quê hương đất nước. Thì đó là cái ý mà ông cha ta viết cái chữ, cái người nam đó là phải điểm cái chữ văn ở trong đó. Còn cái người nữ của mình tại sao mà đa phần lại lót cái chữ thị quý đồng đạo? Thì quý đồng đạo thấy rằng chúng con có coi trong từ nguyên tự điển á, thì nói rằng đó là cái chữ thị này đó là cái gốc á, thì sao cái chữ thị là cái chữ Việt mà cái gốc nó xuất phát từ cái chữ Hán. Vì vậy mà cái chữ Hán thì cái thường thường cái chữ thị là tượng trưng cho cái người nữ, chỉ cho cái người nữ quý đồng đạo à. Bởi vì vậy mà phu nhân xưng thị đó quý đồng đạo, có nghĩa là cái người đàn bà thì xưng là thị. Giả lại hồi xưa thì cái người nữ mà khi nói chuyện với nhau á thì người ta hay xưng mình là lấy cái chữ thị là xưng mình với nhau, xưng tên với nhau đó quý đồng đạo. Như chúng ta thấy cái người nữ mà hay lót chữ thị là sao? Như thị kính nè, thị màu nè, rồi cù thị đó. Vì vậy mà ở đây chúng con muốn nhắc lại cái chỗ này để chi? Để cho chúng ta thấy rằng Đức Thầy nó là nợ nước, văn chương con báo đáp. Rồi muốn nói lên rằng con người chúng ta, ông cha chúng ta ngày xưa cũng vậy, cũng muốn đặt cho dòng họ của mình, cho con trai của mình là cái người nam phải làm sao có cái vấn đề học hỏi, có văn chương, có kiến thức để mà góp phần đền ơn đất nước. Thì chúng ta thấy rằng từ xưa đến nay cũng có rất nhiều nhà sư, có những cụ trạng cũng dùng cái tài văn chương của mình mà góp phần làm cho đất nước được bình yên, có rất nhiều người phải không quý đồng đạo? Thế nên hôm nay quý đồng đạo à, người tu chúng ta thì ngày hôm nay không phải là chúng ta dùng văn chương chúng ta báo đáp không, mà hôm nay đối với lời dạy của Đức Thầy thì sao? Lúc mà đất nước chúng ta có giặc ngoại xâm thì chúng ta có văn chương, có kiến thức hay không, mà tất cả mọi con người thì phải gánh gồng bảo bọc dân san, giữ gìn biên cảnh bằng ăn đời đời. Khi đất nước thanh bình rồi thì Đức Thầy dạy chúng ta sao? Phải ráng nâng đỡ xứ sở quê hương trong lúc nghiêng nghèo và làm cho được trở nên cường thịnh. Hãy tùy tài tùy sức, nỗ lực hy sinh cho xứ sở. Thẳng như không đủ tài lực đảm đương việc lớn chưa gặp thời cơ giúp đỡ quê hương, ta cũng ráng tránh đừng làm việc gì sơ suất đến nỗi làm cho nước nhà đau khổ, và đừng giúp sức cho kẻ ngoại địch gây sự tổn hại đến đất nước. Đó là ta đền ơn cho đất nước vậy. Thế nên nói chung lại, quý đồng đạo à, cái người tu chúng ta đó, nếu mình tu mà không quan trọng đâu với cái ăn đất nước thì không bao giờ chúng ta tu thành đạo được đâu quý đồng đạo à. Đất nước là một cái vấn đề rất là quan trọng, liên hệ đến cái đời sống tu tập của chúng ta. Mà Đức Thầy chúng ta từng bảo bờ cõi vững lặng, thân ta mới yên,
quốc gia mạnh giàu, mình ta mới ấm. Hãy nước mắt thì cơ sở đạo bị lấp dùi, nước còn thì nền đạo được phát khai rực rỡ. Vì vậy mỗi con người chúng ta là một công dân, là một tín đồ Phật giáo của Hảo cũng vậy. Tất cả chúng ta làm sao sống phải tận chung với đất nước, phải làm sao phải tôn trọng pháp luật nhà nước. Mà Đức Thầy dạy chúng ta là kẻ nào xét coi việc làm nào có lợi chung trong đạo, mà không trái luật nước, không náo động nhân tâm, cả ban trị sự đồng ý thì được tùy tiện bộ cứu thi hành. Quý đồng đạo thấy rất nhiều cái câu chuyện để nói rằng cái người tu mà chúng ta, khi mà chúng ta đền được cái ân đất nước rồi đó, thì sau này chúng ta đắc đạo mới mau. Quý đồng đạo thấy ông Nguyễn Trung Trực không? Nguyễn Trung Trực là cái người mà ngày ngày chúng ta phải tôn trọng, chúng ta lại thờ, mà biết bao nhiêu con người trên xã hội này quý kính ông. Quý đồng đạo thấy cái lễ của ông hàng năm như vậy, biết bao nhiêu hàng triệu người tưởng niệm, mà ngày hôm nay mỗi khi thời cúng đó thì chúng ta đều nguyện nó giá làm sao. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy rồi tới Quán Thượng Đẳng Đại Thần. Ông tu làm sao mà ông đắc đạo mau vậy? Xin thưa quý đồng đạo à, ông ngày xưa phải chăng là cái người trung hiếu lưỡng toàn, sau khi ông dị quốc trong thân rồi thì chân linh của ông hiện thánh, mà ngày hôm nay ông là một trong những người đắc đạo đi theo Đức Thầy chúng ta trở lại đây để cứu độ chúng sanh trong cái thời kỳ này. Trong cái bài thơ lý lịch đó, Đức Thầy chúng ta nói là sao? Thượng đẳng đại thần, thượng thẩm đạo màu nẻo cao sâu, đẳng đẳng hãy làm chớ để lâu, đại pháp vô vi là chân lý, thần làm trọn vẹn khỏi lo âu. Thưa quý đồng đạo, thì qua đó thì chúng ta phải thấy rằng Thầy nói là nợ nước quăng chương toan quá đáp, tức là muốn nhắc đến cái ân đất nước, chúng ta phải gắng sức thi hành, làm tròn cái bổn phận của một người công dân. Tiếp đến thì Thầy nhắc là ơn nhà, đạo đức, quyết đền ân. Ơn nhà là gì quý đồng đạo? Ơn nhà ở đây cũng muốn nói lên cái công ơn của tổ tiên cha mẹ đó quý đồng đạo. Đây là cái ơn nhà, là cái ơn trọng hàng đầu mà mỗi gia đình, mỗi con người chúng ta lúc nào cũng phải đặt nặng quý đồng đạo à. Mà đặc biệt là Đức Thầy nói ơn nhà, đạo đức, quyết đền ân. Đạo đức là sao quý đồng đạo? Đạo đức tức là cái lẽ phải, là cái điều lành, là cái khuôn phép mà tất cả mọi con người trong xã hội phải nương theo đó mà ứng xử cho được tốt đẹp thì gọi là đạo đức quý đồng đạo. Quý cô bác anh chị em, mà đạo đức là vấn đề cần thiết và vô cùng mà quan trọng. Nếu người tôi chúng ta mà không quan trọng đến vấn đề đạo đức rồi đó thì sau này chúng ta rất là đau khổ. Thầy chúng ta từng cho biết ngày nay đạo đức chẳng màng, rồi sao dẫu có tiền ngàn khó mua, biển sông lặn lội hơn thua, tự thân tạo lấy mà mua cái sầu. Chính vì vậy mà Đức Thầy nói là ơn nhà, đạo đức, quyết đền ân. Có nghĩa là làm sao chúng ta phải đền cái công ơn tổ tiên cha mẹ. Xin thưa quý cô bác đồng đạo, tại sao Đức Thầy phải nhắc chỗ này? Bởi vì công ơn tổ tiên cha mẹ, đây là cái ân trọng hàng đầu, nó là cái chữ hiếu quý đồng đạo à. Thiên địa tứ thời xuân tại thủ, nhân sanh bách hạnh hiếu chi tiên. Trời đã có bốn mùa phải lấy mùa xuân làm đầu, người có chấm hạnh phải lấy hạnh hiếu là chức nhất. Thế nên hôm nay ai tu mà bắt hiếu rồi thì sao? Không bao giờ chúng ta thành đạo được đâu. Bởi vì sao? Ta sinh ra cõi đời nè, đều có hình hài để hoạt động, từ thở bé cho đến lúc trưởng thành, đủ trí khôn ngoan. Trong khoảng bao nhiêu năm trường ấy, cha mẹ ta chịu biết bao khổ nhọc. Nhưng sinh ra cha mẹ là nhờ có tổ tiên, nên khi biết ơn cha mẹ, chúng ta còn phải có bổn phận biết ơn tổ tiên nữa. Do đó mỗi con người chúng ta có mặt trên cuộc đời này, giàu sang, giàu nghèo, dầu đó là chúng ta thông minh hay là chúng ta ngu dốt, chúng ta khỏe mạnh hay chúng ta tật nguyền, thì tất cả chúng ta ai cũng phải thọ cái công ơn biển trời của tổ tiên ông bà cha mẹ. Mà ca dao người ta từng bảo, có ông bà mới có mẹ cha, ông bà là gốc, mẹ cha là cành, thân ta như thể lá xanh, nhờ gốc tiếp nhựa, nhờ cành dưỡng nuôi. Đã làm người đứng trong trời đất, ai mà không cha mẹ sanh thành, có cha mẹ mới có mình, ở sao trọn nghĩa trọn tình làm con. Thế nên hôm nay là một con người, nếu chúng ta tu mà không biết ơn cha mẹ thì sao? Chúng ta sánh ra mình có thể nói là Đức Phật Thầy nói là loài cầm thú còn hay biết tổ đó, huống chi người nỡ bỏ tứ ân. Nếu chúng ta mà sống mà bỏ tứ ân, nhất là cái ân tổ tiên cha mẹ, thì xét ra chúng ta không sánh ra đấu với loài cầm thú, mình còn thua nữa đó quý đồng đạo. Nói thì nó hơi nặng nha, nhưng mà sau khi chúng ta xét kỹ lại nó y như vậy đó. Xin thưa quý cô bác anh chị em, chính vì vậy mà cái người tu muốn đắc đạo thì làm sao chúng ta phải làm tròn cái bổn phận chữ hiếu là một người con. Thì hôm nay không phải cái đề tài chữ hiếu, chúng con chỉ phớt khơi thôi, làm sao chúng ta phải lo cho cha mẹ chúng ta về vật chất phải được đầy đủ. Ở cho biết Thầy nhắc chúng ta sao, nếu ai biết chữ tu trì, cha mẹ còn sống vậy thì cho ăn, bên cạnh đó rồi thì phải là ở cho biết nhận biết tùy, vui lòng cha mẹ vậy thì mới ngoan. Rồi sau đó chúng ta còn phải có cái bổn phận là chúng ta phải tu cầu ngày đêm, chúng ta còn phải cúng nguyện, cúng lại, cầu nguyện cho cha mẹ chúng ta được siêu thăng nơi miền Phật cảnh, thoát khỏi trầm luân. Thì đó là chúng ta làm tròn cái bổn phận chữ hiếu của đồng đạo à. Quý cô bác anh chị em, mà cái người mà tròn cái chữ hiếu rồi thì sao? Sau này cái kết quả của chúng ta rất cao với đồng đạo.
Ở đây tức là chúng ta nhắc cái đạo nhân về cái chữ hiếu, nhưng mà cái chữ hiếu nó không có thấp đâu. Hạnh hiếu là hạnh Phật, tâm hiếu là tâm Phật. Muốn đắc đạo đồng hành với chư Phật chứ phải nuôi dưỡng hai đấng sanh thành. Do đó hôm nay cái người tu mà không có hiếu rồi đó, hiện tại người thế gian còn chê cười, làm sao sau này mà Phật tiên trọng dụng chúng ta với đồng đạo. Chính vì vậy mà ngày xưa Đức Phật từng nói, nước muôn sông đều đổ về biển cả, hiếu là cội nguồn của các pháp tu. Hiếu là cội nguồn của các pháp tu đó quý đồng đạo. Hay người xưa từng bảo sao quý đồng đạo, tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Do đó mà cái người nào chọn chung chọn hiếu thì sao, sau này chúng ta đắc đạo thành Phật đó quý đồng đạo, à không có thấp đâu. Thầy chúng ta nhắc nè, con giữ vẹn toàn, từ rài chẳng dám lăn lòn như xưa, sao hưởng đặng phước thừa của Phật, hồn nhẹ nhàng vượt khỏi tử sanh. Quý đồng đạo thấy hết sức là quý không? Thì thôi thì bây giờ chúng tiếp đến đi quý đồng đạo. Nợ nước dân chương con báo đáp ơn nhà, đạo đức quyết định ăn. Có nghĩa là làm sao chúng ta phải lo tròn cái bổn phận làm người của chúng ta trong cái cõi thế gian này. Nếu chúng ta muốn đi đến chỗ giải thoát mà cái đạo làm người chúng ta không xong thì không bao giờ chúng ta đi đến đâu hết quý đồng đạo. Mà muốn đạt đến cái chỗ đó thì sao? Thầy chúng ta mới nhắc tiếp, cái cuộc đời này nè, nó vô thường, nó tạm giả, nó không có bền chắc. Ngày nào còn sống được phải sống cho tròn nhân đạo, phải sống tốt. Chính vì vậy mà Đức Thầy nói là khuyên người trí sĩ mau mau tỉnh, giấc mộng nam kha chốn thế trần. Khuyên người trí sĩ là gì quý đồng đạo? Người trí sĩ, nếu chúng ta theo cái từ điển giải thích á, người trí sĩ có nghĩa là cái người làm quan về ẩn giặc lo tu thì gọi là cái người trí sĩ. Nhưng mà theo cái câu giảng này chúng con thiết nghĩ đó, lời của Đức Thầy, người trí sĩ có nghĩa là cái người học thức, cái người khôn ngoan quý đồng đạo. Cái người nào khôn ngoan nhìn xa thấy rộng thì gọi là cái người trí. Mà Đức Thầy nói là trong lục tỉnh ai là người trí mau thức thời, tầm đạo nhiệm sâu. Vậy thì phi người trí sĩ mau mau tỉnh là thầy phiên ai là cái người khôn ngoan sáng suốt, học rộng hiểu nhiều thì hãy mau mau hãy tỉnh ngộ đi. Tỉnh cái gì đây quý đồng đạo? Thầy chúng ta cho biết là giấc mộng nam kha chốn thế trần. Giấc mộng nam kha có nghĩa là Đức Thầy chúng ta muốn nhắc rằng cái cuộc đời này nè, nó như một cái giấc mộng nam kha thôi. Trong cái cõi thế trần này nó không chi bền chắc quý đồng đạo. Bồi hồi chợt tỉnh nam kha, đường danh nẻo lợi xem ra ít gì. Mong dương trần tỉnh giấc nam kha, trừ giặc dục trì chân bất hoại. Thế nên hôm nay tất cả quý cô bác đồng đạo chúng ta mình tu, mà ai chưa hiểu cái cuộc đời này nó như một cái giấc mộng đó, thầy chúng ta bám víu ở đây hoài chúng ta tu không có được quý đồng đạo. Mà hôm nay Đức Thầy chúng ta ra đời mới ý thức cho chúng ta biết rằng đó, cuộc đời chúng ta sống đây như một giấc mộng mà thôi. Thoảng qua mùi diệu phô trương, kêu danh mau tỉnh trong trường mộng xuân. Quý đồng đạo thấy không, sống ở đây mình thấy như vậy, cho thật ra với cái lăng kính của một vị Phật thì các ngài nhìn thấy chúng ta chỉ sống đây trong cái chớp mắt thôi, sống đây cũng như một cái giấc mộng thôi quý đồng đạo. Mộng thì mơ thấy đủ thứ hết trơn, nhưng mà hết mộng rồi quý đồng đạo thấy có còn cái gì không? Chính vì vậy mà ở đây cái giấc mộng nam kha muốn kể lại cái câu chuyện của Thần Du Phần quý đồng đạo. Trong đó là Nam Kha Ký của Lý Công Tá đó, có kể lại cái câu chuyện của Thần Du Phần. Thì Thần Du Phần đó là một hôm thì sao quý đồng đạo, trên cái đoạn đường đi Lai Kinh Ấn Thí thì Thần Du Phần đó mới nằm mệt mỏi quá, mới nằm ngủ dưới gốc cái cây què. Thì cái cây què này quý đồng đạo biết là có cái cành què mà hướng về cái hướng nam đó, thì ông nằm ngủ nha. Bắt đầu ông thấy mình đi thi đó, đến nước Què An đi thi, bắt đầu thi đổ đạt rất là cao, đậu đến Trạm Nguyên. Sau đó người được vua đó chẳng những đổ đậu Trạm Nguyên rồi, bây giờ vua gả công chúa, cả công chúa cho, rồi hai vợ chồng sống với nhau hết sức là hạnh phúc, rồi sanh con đẻ cháu, rồi bắt đầu được vua đó là cai, giao cho hết một cái quận Nam Kha để mà cai quản, sống một cái cuộc đời giàu sang sung sướng, vợ đẹp con ngoan như vậy. Thì bỗng nhiên ông đang nằm mộng, ông thấy nó là thấy mình đang sống sung sướng vậy, tự nhiên có binh biến, có giặc giả nổi lên, bắt đầu ông mới đánh giặc. Hồi nào tới giờ lo học hành không, đâu có đánh giặc đâu. Vì vậy mà giặc nổi lên rồi ông đánh không lợi quý đồng đạo, đến cuối cùng ông bị thua giặc. Thôi giặc rồi thì qua trở về thì sao? Không, vợ con đâu cũng không thấy. Qua trở về thì Đức Vua cho rằng đó là ông là một cái người đó là đầu giặc. Vì vậy mà công chúa thì bị giết chết, con cái thì thất lạc, lại là cái người hàng giặc nữa quay trở về với mình không. Vua tức giận quá, vua mới là tuốt hết phẩm hàm đuổi ông về quê. Thì sao quý ông đạo? Lúc bây giờ ông về quê rồi ông khóc nức nở, vợ con cũng không có, về thì với hai bàn tay trắng không có gì hết trơn, ông khóc dữ lắm khóc. Ông đang khóc ông dậy thì sao? Bỗng nhiên cái đầu ông giật mình thức giấc. Cái ông thấy mình nữa là đang nằm dưới gốc cây què, có cái cành què chỉ về hướng nam,
Rồi lúc bấy giờ thì sao? Ông đó là bị quân giặc chém đầu ông đó, đau quá ông mới lúc mà ông nằm mà ông thấy gì thì ông mới lấy cái tay ông gờ gờ. Thì quý đồng đạo biết gì không? Kiến nó bâu lại nó cắn ông không đó. Vì vậy mà ông cứ nằm mà ông không có thấy gì chân. Chính vì vậy mà sau khi ông tỉnh mộng rồi đó quý đồng đạo, do đó mà ông Nguyễn Công Trứ ông có cái câu á là dắt Nam Kha khéo bắt bình, bừng con mắt dậy thấy mình tay không, thấy không? Thế nên hôm nay tất cả quý cô bác đồng đạo chúng ta, đức thầy chúng ta muốn ý thức cho chúng ta biết rằng đó, sống ở trên đây danh mà chi, lợi lắm mà chi, chúng ta giành giật đi vì tiền vì bạc mà quên tình quên nghĩa, sống không có ra gì. Cuối cùng lại chúng ta ra đi chỉ hai bàn tay trắng mà thôi, không có gì là thật của chúng ta hết. Thế nên ở đây phải ráng quý đồng đạo à. Có những người thì sao? Vì chạy theo tiền bạc địa vị mà chúng ta đó là bổn phận không tròn, làm con không ra làm con, làm công dân cũng không là công dân. Có lắm người làm công dân thì sao? Phải bán mình làm tay sai cho pháp, làm con là chạy theo tiền bạc rồi thì sao? Ham công danh quên chữ sanh thành, mến phú quý quên câu dưỡng dục. Còn vợ chồng cũng vì tiền vì bạc mà lắm khi chúng ta thay đổi với nhau, chúng ta sống không có chọn chung. Nhưng mà đức thầy chúng ta cho biết rằng chúng ta sống đây đó, cuối cùng lại chúng ta chỉ là một giấc mộng mà thôi, nó không có gì bền chắc. Chúng ta chạy theo nó thì chạy theo danh theo lợi đi, cuối cùng chúng ta cũng như con dạ tràng, chúng ta cũng như con thiêu thân. Bởi vì cuộc đời này rồi sao? Đức Phật cho biết như thế này nè quý đồng đạo à, nhất thiết hữu di pháp, như mộng ảo bào ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quán. Phật rằng muôn diệt trên đời, chỉ như xương bọt giữa dời dợi tan, chim bao điền chớp sấm gian, chỉ như hơi thật thân xác, hơi tàn còn đâu. Thế nên hôm nay tất cả quý cô bác đồng đạo chúng ta, mình tu mình phải biết cuộc đời này nó chỉ là con số không mà thôi quý đồng đạo à. Thương mấy người đời không dẫn không, ruộng vườn nhà cửa có rồi không, vợ con cha mẹ lâu rồi chết, dinh nhục giàu sang rốt cuộc không, trăm khéo trăm khôn đều tạm giả, nghìn mưu nghìn kế cũng quần không, suốt đời lo lắng gầy cơ nghiệp, nhắm mắt hai tay cũng phủi không. Thấy không? Thấy lên tất cả chúng ta mình biết rằng nó vô thường tạm giả, không phải chúng ta bi quan yếm thế, mà ngày nào chúng ta sống được chúng ta cố gắng sống tốt đi, làm tròn bổn phận của một con người. Bởi vì sao? Tất cả nó là không, nhưng mà cái nghiệp báo nó vẫn còn quý đồng đạo à, cái tội phước nó vẫn còn. Thế nên thầy nhắc là nhắm mắt cũng nắm hai tay, đâu đem tiền của đem rài hầu non, chỉ có tội phước hỏi còn, đến nơi thẩm phán cửa son diêm đài, phước nhiều tiên cảnh lên rài, tội nhiều xa đò nhiều ngày thẩm thê. Chính từ cái chỗ đó mà chúng ta người tu phải ý thức cuộc đời là vô thường, là tạm giả, xong rồi chúng ta phải gắng sống cho tốt, sống làm sao cho nó xứng đáng một con người. Thưa quý đồng đạo, tóm lại với 8 câu giảng mà đức thầy chúng ta chỉ dạy: nghiệp chướng lăn lòn hại sát thân, chuông lành buông tiếng chọn con ngăn. Có nghĩa là đức thầy chúng ta muốn cho chúng ta biết rằng đó, chúng ta sanh ra đây tất cả chúng ta đều do cái nghiệp mà chúng ta gây tạo, mà chúng ta phải có mặt trong cái cuộc đời này để rồi làm cho chúng ta phải đau khổ. Vì vậy thầy nói là nghiệp chướng lăn lòn hại sát thân, chính cái nghiệp đó nó sẽ làm cho sát thân chúng ta đau khổ, làm cho sát thân chúng ta sẽ trôi lăn trong 6 đường luân hồi sanh tử rất là đau khổ. Vì vậy mà hôm nay rất là may duyên được đức thầy chúng ta ra đời, chuông lành buông tiếng chặn bông ngăn, là được cái tiếng chuông đạo pháp của đức thầy chúng ta ra đời để cảnh tỉnh cho chúng ta biết rằng cuộc đời này nhân quả nghiệp báo rất là nghiêm minh. Đồng thời tiếng chuông này để cảnh tỉnh cho chúng ta biết rằng làm sao chúng ta phải gắng sống tốt, sống cho tròn nhân đạo. Đó là nghiệp chuông lành buông tiếng chặn bông ngăn, rồi đó là cơn thường gánh nặng trai dình trọn, tơ tóc dai quằng gái dạng phân. Thì hai câu này muốn nhắc lên cái tình nghĩa chồng vợ với nhau phải sống như thế nào cho nó được trọn vẹn. Rồi nợ nước quân chương con báo đáp ơn nhà đạo đức quyết định ăn. Thì cái cặp này đức thầy chúng ta muốn nhắc lên là cái bổn phận đối với đất nước, cái bổn phận đối với gia đình. Nói chung lại là ở đây đức thầy chúng ta muốn nhắc cái chỗ này, tức là muốn nói lên cái tứ đại trọng ân với đồng đạo à. Tứ đại trọng ân là một vấn đề vô cùng quan trọng của cái đạo làm người, mà làm sao chúng ta phải cố gắng chúng ta sống cho thật tốt. Bởi vì sao thầy chúng ta từng cho biết là nào là luân lý tứ ân, phải lo đền đáp sát thân mới còn. Tứ đại trọng ân này, bốn cái câu này đó nhắc về cái nền tảng nhân đạo. Mà chúng ta tu mà chúng ta không tròn nhân đạo thì sao? Không bao giờ chúng ta tiến xa được. Dục tu tiên đạo, tiên tu nhân đạo, nhân đạo bắt tu tiên đạo diễn hỷ. Do đó mà muốn tròn cái nhân đạo, quan trọng nhất là làm sao phải đền trả tứ ân. Mà tứ ân chúng ta làm xong rồi thì sao? Coi như cái con đường giải thoát đắc đạo kế một bên, để quý đồng đạo không có xa. Tức là chúng ta nhắc nè: đắc giấy nước hậu lai dinh diệu, đạo lo tròn yểu điệu tấm thân, một câu quân lý tứ ân, ta đừng phai lợt phong thần bản ghi. Và cuối cùng hai cái câu sau thì đức thầy nói là
khuyên người trí sĩ mau mau tỉnh giấc mộng nam kha chốn thế trần, tức là cái câu kết lại đó. Đức thầy nhắc nhở chúng ta biết rằng cuộc đời này nó là như một giấc mộng, vậy thì ai là cái người khôn ngoan sáng suốt, hãy làm sao sớm tỉnh ngộ đi, đừng có mê đắm nó mà phải làm sao sống cho tròn cái bổn phận của một con người trong cõi thế gian. Thưa quý đồng đạo, thì thôi thì cái đề tài trao đổi đến đây xin tạm khép lại, bởi vì 8 câu nó hơi dài, nói nó cũng hơi long dong, quý đồng đạo mình cũng khó nhớ không, chúng con cũng cố gắng. Thì thôi thì xét thấy rằng cái thời gian nó cũng đã hết rồi, nhưng mà sao chú Hai có thể cho con nói nêu câu hỏi khoảng 5 phút được không? Thì thưa quý đồng đạo, nãy giờ thì giáo lý viên nói hết ý hết lời cho quý cô bác đồng đạo mình tìm hiểu lời dạy của Đức Thầy. Bây giờ chúng con xin đặt lại các câu hỏi để cho quý đồng đạo mình coi trong cái buổi mà chúng ta đến đây tham dự như thế này nè, về nhà quý đồng đạo mình còn nhớ lại chút nào hay không. Thì xin thưa quý đồng đạo, bây giờ chúng con đặt cái câu hỏi đầu tiên. Bây giờ có đám đồng đạo mình đi đến đó dự thuyết giảng mà về hỏi cô Bạch Lê, cô Thiết hôm nay cái đề tài gì vậy? Không biết nữa. Rồi không biết cái đề tài này nó nằm ở đâu. Vì vậy cái câu hỏi đầu tiên chúng con đặt ra đó, đồng đạo nào biết giáo lý viên Quỳnh Thị Bạch Lê thuyết giảng đợt nhất này, đề tài 8 câu giảng đó là câu giảng gì, nó được rút ra trong cái bài nào, mà Đức Thầy sáng tác tại đâu, vào cái tháng nào, năm nào? Mời ai biết với đồng đạo? Dạ dạ, mời mời đồng đạo phía trước này đây à, đưa cái micro tới với đồng đạo. Đồng đạo phía sau chuẩn bị bổ sung nha. Nếu đồng đạo mình trả lời chưa có hoàn hảo thì đồng đạo phía dưới bổ sung. Mà nói đúng nói sai gì cũng có quà hết trơn với đồng đạo. Dạ, quan nghênh đồng đạo chúng ta. Rồi xin cảm ơn. Tiếp theo đồng đạo nào có thể bổ sung? Dạ dạ, cảm ơn đồng đạo rất là nhiều. À, chút xíu nữa mình mời lên đây để mình tặng quà. Đồng đạo nào bổ sung được 8 câu giảng này được rút ra, đó là trong cái bài nào mà Đức Thầy chúng ta viết, đó là vào cái tháng nào, năm nào, tại đâu? Biết cái xuất xứ rồi quý đồng đạo. Dạ. Quan nghênh đồng đạo một tràng pháo tay với đồng đạo à. Hai đồng đạo chúng ta trúng thưởng hết rồi phải không? Bây giờ tiếp đến, thầy nói nghiệp chướng lăn lòn hại sát thân. Vậy thì nghiệp chướng là gì? Hãy kể những cái nghiệp chướng mà hàng ngày chúng ta gây tạo. Mời quý đồng đạo nào biết được, mời quý vị đứng lên để mà và mời đồng đạo phía dưới kìa chú Tư. Quan nghênh đồng đạo chúng ta một chàng có tay đi quý đồng đạo à. À, đồng đạo chúng ta đã nói được đó là nghiệp chứng rất là rõ rồi. Bây giờ chúng ta xin mời một đồng đạo nào nữa ở phía trên này, nãy còn rất nhiều người đưa tay đó, chúng ta lặp lại một lần nữa đi. Đồng đạo này nói tự mình đứng lên, đừng có nhìn bổn nhìn gì hết trơn á, nói cho được, kể cho rõ đó là nghiệp chứng của con người gây tạo gồm có những cái nghiệp nào để chúng ta nhớ quả trong lòng, để đừng bao giờ chúng ta làm ác với đồng đạo à. Có đồng đạo nữ bên đây nãy đưa tay đó chú. Cái này là đồng đạo nữ cái mà đồng đạo khác á, đồng đạo nãy nãy góc dưới đó. Đây 16 đi, 16. Thân nghiệp là thân nghiệp, khẩu nghiệp, thân nghiệp sanh ra ba điều ác, sát sanh đạo tặc tà dâm, khẩu nghiệp thì sanh ra bốn điều ác, nữ thiệp thì ý ngôn ác khẩu nhập nữ, rồi là ba nghiệp đó là sân si, ý nghiệp là tham sân si, đó ba khẩu mới si, quên nữa, dạ cảm ơn đồng đạo. Rồi
quý đồng đại chúng ta được nãy giờ mấy người rồi quý vị? 4 người rồi phải không? 1 người nữa đi là cho nó đủ 5 cái máy. Rồi thưa quý đồng đạo, bây giờ ở phía sau đó chúng ta muốn hỏi quý đồng đạo. Thầy chúng ta nhắc đó là mỗi con người chúng ta tu cái nền tảng nhân đạo là cái bước đầu tiên của chúng ta. Thầy nhắc như thế này là cần chi gặn hỏi diễn dông làm người chưa dạng có hồng hạnh thôi. Vậy thì muốn làm tròn nhân đạo quý đồng đạo chúng ta phải làm sao? Xin mời theo chánh văn của Đức Thầy. Hả? À, bây giờ ông chú phía sau kìa chú. Dạ. Rồi mời quý đồng đạo mình bước lên trên đi quý vị. Bước lên trên để mà tặng máy đi. Mấy đồng đạo mình trúng thưởng rồi đó. Quan nghênh quý đồng đạo ơi, quá sức là hay luôn rồi. Tại chúng con hỏi thì hỏi cho vui thôi, chứ ở đây là còn hơn giảng viên nữa quý đồng đạo à, hơn giáo lý viên nhiều lắm. Nhưng mà để cho nó vui trong hội trường của mình thôi. Vậy con mời tất cả quý đồng đạo mà trả lời được đó, mời đến đây và mời chú Tư trong ban tổ chức tặng quà cho quý đồng đạo để lưu niệm lại trong cái buổi mà đến đây dự thuyết giảng. À, mời mà đồng đạo phía trên này đi, nãy chưa trả lời được đó. Dạ. Chú có nói thì nhà tài trợ của ta không có mặt. Dạ dạ con mời chú ba trưởng ban trị sự đó xã Châu Phong đến để tặng quà cho đồng đạo chúng ta. Dạ 5 người. Đạo hay quá ha. Rồi hai chú đứng vô cái bên luôn để mình chụp hình lưu niệm. Mời cả hội chúng ta đồng quan đến một tràng pháo tay. Thầy xin chân thành cảm ơn tất cả các vị. Thì thưa quý đồng đạo, thì hôm nay chúng con trở về đây phải nói là quá sức là vui được gặp gỡ quý cô bác đồng đạo. Thì hôm nay trong quá trình làm phận sự thì không sao tránh khỏi những khuyết điểm, mong rằng quý cô bác đồng đạo Quan Hỷ và chị Trang Thêm trước khi rời khỏi nơi đây cũng không biết nói sao hơn. Hết sức là vui mừng, kính cảm ơn ban tổ chức, ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Châu Phong đã tạo điều kiện thuận lợi cho giáo lý viên chúng con được trở về đây. Thầy xin chân thành cảm ơn tấm lòng thương thầy lo đạo của toàn thể quý cô bác đồng đạo gần xa trở về hộ trì chánh pháp, làm cho buổi thuyết giảng hết sức là trang nghiêm và long trọng. Để trước khi rời khỏi diễn đàn cũng không biết nói sao hơn, xin nguyện cầu với ơn trên Đức Phật Đức Thầy ban bố phước lành cho tất cả quý cô bác đồng đạo lúc nào cũng được dồi dào sức khỏe, trí tài sáng suốt, tinh tấn tu hành cho đến ngày thành công viên mãn. Kính chúc toàn thể quý cô bác đồng đạo tu hành cố gắng thực hiện đúng lời dạy của Đức Thầy là làm sao chúng ta phải giữ vững đức tin và cố gắng hành đạo để đi đến con đường giải thoát. Chúc quý đồng đạo chúng ta thực hiện đột chúc cho đó dẹt mây mù vững vàng bất khối công phu dương tròn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật.